Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 75. Người phụ nữ trước mắt không phải ai khác mà chính là tông chủ Tư Phàm Tịnh của Quá Khứ Tông. Diệp Quân hơi nghi ngờ, vì sao người phụ nữ này lại đến tìm hắn? Chẳng lẽ là lại muốn đánh hắn một trận? Chắc đối phương không nhàm chán đến mức đó đâu nhỉ? Tư Phàm Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân bị cô ta nhìn như thế thì cảm thấy hơi sợ hãi. Tư Phàm Tịnh đột nhiên nói, mẹ ngươi đang xây dựng một trạm không gian vũ trụ, ngươi có biết chuyện đó không? Diệp Quân nhìn Tư Phàm Tịnh, sau đó nói, vừa mới biết. Tư Phàm Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi biết việc này có ý nghĩa gì không? Diệp Quân gật đầu, kéo gần nền văn minh giữa các vũ trụ. Tư Phàm Tịnh nói, kéo gần nền văn minh vũ trụ, cũng sẽ kéo gần vũ trụ kiếp. Diệp Quân sửng sốt. Tư Phàm Tịnh lạnh lùng nói, vũ trụ kiếp cũng có thể truyền tống đến các vũ trụ tinh vực khác bằng trạm không gian vũ trụ. Diệp Quân cười nói, đây chẳng phải là điều Tịnh Tông chủ muốn thấy ư. Tư Phàm Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân mỉm cười, ta cũng vừa được biết chuyện trạm không gian vũ trụ, về việc rốt cuộc mẹ ta muốn làm gì thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy bà ấy không phải vì muốn hủy diệt vũ trụ. Chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề này, chắc chắn bà ấy cũng có thể nghĩ đến. Dù sao hắn cũng ủng hộ và tin tưởng Tần Quan vô điều kiện. Đây là mẹ ruột của hắn. Tư Phàm Tịnh thản nhiên nhìn Diệp Quân, không nói gì thêm mà xoay người biến mất. Diệp Quân nhíu mày, người phụ nữ này đến tìm hắn là vì chuyện này sao? Trạm không gian vũ trụ. Diệp Quân im lặng, hắn phát hiện hình như tất cả cao thủ đều khá kiêng dè trạm không gian vũ trụ này. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đi tới thành Quan Huyên của thời đại cũ, hắn tìm đến Tiểu Ái. Hắn muốn tìm hiểu thêm về trạm không gian vũ trụ này. Tiểu Ái dẫn Diệp Quân đi tới một tinh không hoàn toàn yên tĩnh, ở trước mặt hai người không xa có một vòng tròn khổng lồ, vòng tròn như đáy nồi đang chậm rãi xoay tròn. Diệp Quân hỏi, đây là trạm không gian vũ trụ sao? Tiểu Ái lắc đầu, đây không phải trạm không gian vũ trụ, đây là máy tiếp thu vũ trụ. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, máy tiếp thu vũ trụ. Tiểu Ái gật đầu, nó có thể dò xét nền văn minh vũ trụ khác, chúng ta đã thông qua nó phát hiện rất nhiều nền văn minh không rõ, có một vài nền văn minh đã hủy diệt, một vài nền văn minh còn tồn tại, cũng vì lý do đó nên các chủ mới xây dựng trạm không gian vũ trụ. Dứt lời, cô ấy chỉ vào sâu trong tinh không phía xa. Diệp Quân nhìn theo ngón tay của Tiểu Ái, hắn nhìn thấy một trận pháp khổng lồ ở sâu trong vũ trụ tinh không đó, trên trận pháp còn có một bệ tròn rất lớn, xung quanh trận pháp có những phù văn bí ẩn kỳ lạ lơ lửng. Diệp Quân nhìn bệ tròn trên trận pháp, hơi nghi ngờ, sao, ta cảm thấy thời không ở đây quen thuộc thế. Tiểu Ái gật đầu, đây là thời không đặc biệt mà các chủ sáng tạo dựa theo thời không trong tiểu tháp của tiểu chủ. Diệp Quân gật đầu, hắn biết chuyện này. Rất lâu trước kia mẹ đã bắt đầu mô phỏng thời không đặc biệt của hắn rồi. Hắn chỉ không ngờ rằng mẹ lại dùng thời không đặc biệt vào việc này. Tiểu Ái nói tiếp, bây giờ trạm không gian vũ trụ đặc biệt này đã sắp hoàn thành rồi, một khi hoàn thành chúng ta sẽ có thể sử dụng nó vượt qua vũ trụ tinh hà, tiến vào nền văn minh vũ trụ khác. Diệp Quân hỏi, còn bao lâu sẽ hoàn thành? Tiểu Ái ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, ta không chắc thời gian cụ thể, vì vẫn còn phải thí nghiệm. Diệp Quân chợt nói, chỉ chúng ta mới có quyền sử dụng trạm không gian vũ trụ này đúng không? Tiểu Ái gật đầu, phải, trừ chúng ta, người ngoài không có quyền sử dụng, nói một cách khác thì không có sự cho phép của chúng ta, nền vũ trụ văn minh bên ngoài không thể đến chỗ chúng ta được. Diệp Quân cười đáp, được. Tiểu Ái nhìn về phía Diệp Quân, tiểu chủ, người của võ các chúng ta đề nghị sau này tiểu chủ có thể bắt đầu tu luyện theo phương diện thời gian. Diệp Quân nhìn về phía Tiểu Ái, phương diện thời gian. Tiểu Ái gật đầu, đúng thế. Diệp Quân chợt thấy tò mò, mỗi ngày người của võ các đều luôn nghiên cứu võ đạo à? Tiểu Ái đáp, họ không chỉ nghiên cứu võ đạo còn biên soạn các loại võ học, sau đó thành lập một hệ thống võ đạo đơn giản dễ học, để người của vũ trụ Quan Huyên chúng ta học tập, kể cả cảnh giới và phương pháp tu luyện, chúng ta đều đang thiết lập. Hệ thống võ đạo. Diệp Quân mỉm cười, mẹ suy xét chu đáo quá. Tiểu Ái gật đầu, các chủ từng nói muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới,
Việc đầu tiên là phải thay đổi toàn bộ vũ trụ, mà chúng ta đang thay đổi vũ trụ này từ các phương diện. Diệp Quân chợt nói, Tiểu Ái, ta nhớ hình như ngươi không phải con người. Tiểu Ái gật đầu, đúng thế, ta do các chủ chế tạo ra. Diệp Quân nhìn về phía nó, mẹ còn từng sáng tạo thứ gì khác không? Tiểu Ái gật đầu, có, nhưng ta là tiên tiến nhất, hơn nữa ta còn tu luyện như loài người, nói một cách đơn giản thì ta là người máy tiên tiến nhất, cũng là lợi hại nhất của vũ trụ hiện tại. Diệp Quân, Tiểu Ái nghiêm túc nói, ta không đùa, nếu tiểu chủ không gọi người thì chưa chắc có thể thắng được ta đâu. Diệp Quân ngây người, lập tức nói, ta không tin, hay là chúng ta đấu một trận đi. Tiểu Ái lắc đầu, không được, vì người là chủ nhân của ta, ta không thể ra tay với người. Diệp Quân hỏi, nếu ta cho phép thì sao? Tiểu Ái vẫn lắc đầu, cho phép cũng không được, hơn nữa năng lực của ta cũng không phải đấu tay đôi, năng lực của ta là có thể điều khiển rất nhiều vũ khí tiên tiến, ví dụ như tinh đạn có uy lực mạnh mẽ kia, ta có thể làm nổ mấy lượt mấy chục nghìn quả. Diệp Quân im lặng. Nếu cô ấy thật sự làm nổ được mấy chục nghìn quả, thì hắn thật sự không thắng nổi. Hơn nữa chắc chắn mẹ vẫn còn nhiều vũ khí bí ẩn khác. Rõ ràng Tiểu Ái đều có thể sử dụng. Lúc này, Tiểu Ái đột nhiên lấy ra một thanh kiếm phát sáng, lóe lên ánh sáng vô tận. Diệp Quân tò mò hỏi, đây là... Tiểu Ái cười nói, một thanh kiếm ta tạo ra lúc rảnh rỗi, tên là Quang Kiếm Vô Địch Vũ Trụ. Diệp Quân... Tiểu Ái nói, trong vũ trụ của chúng ta có rất nhiều tinh thể phát sáng, mà thanh kiếm này có một năng lực đặc biệt là có thể hấp thu nguồn sáng, tiểu chủ, ta sẽ làm mẫu cho người xem. Dứt lời, cô ấy nâng quang kiếm lên, ngay lập tức, vô số nguồn sáng trong tinh hà lập tức tập trung về phía thanh kiếm kia như nước thủy triều. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Còn Tiểu Ái thì rất hưng phấn. Khu vực nơi hai người đứng nhanh chóng biến thành một biển ánh sáng. Lúc này, Tiểu Ái nhẹ nhàng vung kiếm, trong nháy mắt, vô số nguồn sáng tiến vào trong quang kiếm, sau đó, những khí thế đáng sợ lan ra từ bên trong. Nét mặt Diệp Quân hơi nặng nề, vì hắn phát hiện sau khi hấp thụ những nguồn sáng kia, uy lực của thanh quang kiếm này trở nên khá đáng sợ. Diệp Quân nhìn về phía Tiểu Ái, cô ấy cười nói, ta chỉ cần vung kiếm, tinh hệ này sẽ tan biến. Dứt lời, cô ấy đưa kiếm cho Diệp Quân, tiểu chủ. Thanh kiếm này tặng cho người. Diệp Quân cười hỏi, sao lại tặng cho ta? Tiểu Ái đáp, không phải người là kiếm tu ư, nên ta mới tặng người một thanh kiếm. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cảm ơn. Sau đó, hắn nhận lấy thanh quang kiếm này. Tiểu Ái nói, đợi sau khi chạm không gian vũ trụ này thí nghiệm thành công, ta sẽ thông báo cho tiểu chủ đến. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời. Hắn nhìn về phía sâu trong tinh không xa xa, cười nói, Tiểu Ái, ngươi có thể làm phản không? Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, nếu Tiểu Ái làm phản, có phải rất đáng sợ không? Rõ ràng là như thế. Tiểu Ái bình tĩnh đáp, theo lý thuyết là không. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ, nói cách khác là vẫn có điều không thể lường trước. Tiểu Ái chớp mắt, không trả lời. Diệp Quân cười khổ, chắc là ngươi sẽ không làm bậy đâu nhỉ? Thứ mà người máy này nắm giữ quá kinh khủng, nếu cô ấy làm phản, e rằng có thể hủy diệt được toàn bộ vũ trụ. Tiểu Ái nói, ta được thiết lập trung thành với các chủ và tiểu chủ, thư viện và tiên bảo các là của tiểu chủ và các chủ, ta sẽ không làm phản, nếu thành của người khác, cũng có thể nói sau này tiểu chủ và các chủ không còn ở vũ trụ này nữa. Lâu ngày sau khi ta tự mình tiến hóa, rất có thể ta sẽ có suy nghĩ riêng của mình. Diệp Quân im lặng. Tiểu Ái lại nói, tiểu chủ đang lo lắng sao? Diệp Quân lắc đầu, không, nếu thật sự có một ngày như thế ta sẽ chúc mừng ngươi đã có suy nghĩ của riêng mình, mà ta tin rằng mẹ cũng sẽ chúc mừng ngươi, chứ không phải hạn chế ngươi. Tiểu Ái cúi đầu, các chủ cũng nói thế. Diệp Quân cười nói, ta tin là mẹ chưa từng xem ngươi như thuộc hạ, mà ta cũng thế, đối với ta, ngươi giống như muội muội hơn. Như muội muội. Tiểu Ái chớp mắt. Không đáp. Diệp Quân cười nói, dù sao thì ta và mẹ đều hy vọng ngươi có thể sống tốt, nếu thật sự có ngày ngươi tạo phản thì chắc chắn cũng là chúng ta có lỗi với ngươi, nên ngươi mới làm thế. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía tinh không xa xa, cười nói, ta đi đây. Dứt lời, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tiểu Ái khẽ mỉm cười,
cười rất vui vẻ. Cô ấy do Tần Quan chế tạo ra, trong lòng cô ấy, Tần Quan chính là mẹ, mà đương nhiên cô ấy cũng đối xử với Diệp Quân như đệ đệ, cô ấy tặng quang kiếm của Diệp Quân cũng là vì lý do này. Cô ấy không ngờ Diệp Quân cũng xem cô ấy là người thân. Tạo phản. Cô ấy không cần thiết phải làm thế. Vì trong Thiên Bảo Các, quyền lực của cô ấy gần như chỉ đứng sau Tần Quan, cô ấy muốn thứ gì đều sẽ có được một cách dễ dàng. Mà bản thân cô ấy cũng không nhận ra, cô ấy đã dần có ý thức của riêng mình rồi. Diệp Quân ngự kiếm đi đến tộc Tiên Linh, khi nhìn thấy Diệp Quân, rõ ràng Thanh Chi khá vui vẻ, cô ấy mỉm cười nói, người đến rồi. Diệp Quân cười đáp, đúng thế, chúng ta đã hẹn nhau đi tới rừng sâu thần hư thám hiểm rồi mà. Thanh Chi gật đầu, đúng thế, bây giờ đi luôn sao? Diệp Quân cười nói, ta có thể đi luôn, bây giờ cô có tiện không? Thanh Chi cười đáp, tiện. Diệp Quân cười khẽ, hai người biến mất khỏi vị trí ban đầu, đi tới rừng sâu thần hư. Không lâu sau đó, Diệp Quân và Thanh Chi đi tới trước một dãy núi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, dãy núi liền kề nhau, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Ở cuối tầm mắt có mấy gốc cổ thụ cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Nét mặt Thanh Chi hơi nặng nề, nơi này là rừng sâu thần hư. Diệp Quân chợt hỏi, Thanh Chi, bây giờ Thanh Đại và Thanh Mạt đang ở đâu? Lúc trước khi đại chiến với tộc Tiên Linh, hai người này cũng chưa từng xuất hiện. Thanh Chi trầm giọng nói, hai người họ đều ở trong rừng sâu thần hư. Diệp Quân hơi nghi ngờ, tộc Tiên Linh gặp nguy hiểm mà họ cũng không về sao? Thanh Chi lắc đầu, ta cũng không rõ. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, chúng ta vào xem thử đi. Thanh Chi gật đầu. Diệp Quân đang định như kiếm thì lại bị Thanh Chi ngăn cản. Cô ấy lắc đầu, nơi này có cấm chế rất mạnh, nếu ngự kiếm phi hành sẽ kéo đến sức mạnh đáng sợ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, hắn thả thần thức ra ngoài, đúng như dự đoán, thần thức vừa đến không trung đã bị một sức mạnh đáng sợ làm vỡ tan. Thấy cảnh này Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sức mạnh cường đại quá. Thanh Chi gật đầu, nền văn minh xâm lâm này rất mạnh mẽ, mấy năm qua các đời trước của tộc Tiên Linh ta vẫn luôn đến nơi này thăm dò, có người may mắn, sau khi trở về thực lực đã nâng cao rất nhiều. Diệp Quân cười nói, hy vọng chúng ta cũng có thể có thu hoạch. Dứt lời, hai người đi vào chỗ sâu trong cánh rừng. Vừa đi vào trong, Diệp Quân đã cảm nhận được rất nhiều phong ấn cấm chế bí ẩn. Rõ ràng Thanh Chi cũng khá quen thuộc với những thứ này, dẫn Diệp Quân thoát được rất nhiều cấm chế và phong ấn. Không lâu sau đó, hai người đi tới trước một đầm nước, trên hồ nước là một vách núi nghìn trượng, có nước chảy không ngừng trút xuống từ bên trên, cuối cùng chảy vào trong hồ nước. Thanh Chi nói, nơi này là thủy cung địa thần mà tiên tổ của ta ghi chép lại. Diệp Quân nhìn về phía Thanh Chi, thủy cung địa thần. Thanh Chi gật đầu, sâu trong hồ nước này có một cung điện tên là Thủy Cung Địa Thần, năm đó tiên tổ của tộc Tiên Linh ta từng lấy được kho báu khổng lồ bên trong đó. Nói đến đây, cô ấy quay đầu cười nói với Diệp Quân, đi xem thử không? Diệp Quân gật đầu, được. Hai người nhảy vào trong hồ nước, khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã đi tới chỗ sâu trong hồ, cách mấy trăm trượng trước mắt hai người có một tòa cung điện sừng sững, cung điện được làm từ chất liệu đặc biệt. Tản ra ánh sáng u tối. Trong cung điện rất âm u. Thanh Chi nhẹ giọng nói, theo lời của vị tiên tổ năm đó, nơi này từng là cứ điểm của nền văn minh xâm lâm trước đây, năm đó bên trong có rất nhiều thần vật và cách thức tu luyện, nhưng bây giờ đều đã biến mất rồi. Diệp Quân cất lời, lúc trước có một cao thủ của nền văn minh xâm lâm đi cùng tộc trưởng của các cô có biết là chuyện gì không? Thanh Chi trầm giọng nói, ta từng hỏi tộc trưởng trưởng lão, nhưng đều không biết được. Diệp Quân nhẹ giọng nói, chẳng lẽ nền văn minh xâm lâm đã trở lại một lần nữa? Thanh Chi lắc đầu, đáng lẽ là không, bọn họ có thể đi tới một vũ trụ tinh vực khác, không có khả năng sẽ quay lại một lần nữa cho lắm. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, chúng ta đi vào xem thử đi. Thanh Chi gật đầu. Hai người đi vào trong cung điện, trong đại điện có một vài pho tượng kỳ lạ, những pho tượng này có cái giống loài người. Có cái mang hình dáng yêu thú, ngoài ra trên vách tường xung quanh còn vẽ những tinh không bí ẩn. Diệp Quân nhìn những vách tường kia, sau đó hỏi, những thứ này là?
Thanh Chi đáp, theo như lời tiên tổ kia của chúng ta nói thì đây là một bản đồ. Diệp Quân nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, bản đồ. Thanh Chi gật đầu, đúng thế. Sau đó, cô ấy nhìn những vách tường kia rồi nói, trên những vách tường này là bản đồ nền văn minh xâm lâm trước đây để lại, nghe nói có thể đi tới tinh vực vũ trụ mà bọn họ đang ở dựa theo bản đồ này. Đương nhiên ta cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Diệp Quân nói, tiên tổ của tộc tiên linh các cô không thử sao? Thanh Chi đáp, đã thử rồi, nhưng thất bại. Sau đó, cô ấy trầm giọng nói, vị tiên tổ kia nói là nơi đó quá xa. Dù ông ấy đã là chín phần thần tính nhưng cũng không thể đến được nơi đó. Diệp Quân nhìn những bản đồ xung quanh, sau đó mở lòng bàn tay, dùng thần thông vô thượng vẽ lại toàn bộ những bản đồ này. Có thể mang thứ này về cho tiểu ái nghiên cứu. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt nói, cô nói xem vì sao bọn họ phải để bản đồ này lại, chẳng lẽ là muốn người đời sau đi tìm bọn họ. Thanh Chi lắc đầu, cũng không biết được. Diệp Quân cười khẽ rồi nói, chúng ta đi thôi. Hắn đã dùng thần thức quét nhìn khắp xung quanh, nơi này thật sự không còn gì nữa cả. Thanh Chi gật đầu, đang định rời đi với Diệp Quân thì Tiểu Bạch và Nhị Nha đột nhiên xuất hiện. Thấy Tiểu Bạch và Nhị Nha, Diệp Quân vội hỏi, có bảo bối à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Bạch gật đầu. Diệp Quân cười hỏi, ở đâu vậy? Tiểu Bạch nhìn xung quanh, cuối cùng nó nhìn về phía vách tường phía trước họ, trên vách tường vẫn là bản đồ vũ trụ, ngoài ra thì không có gì cả. Vào lúc Diệp Quân và Thanh Chi thấy nghi ngờ, Tiểu Bạch đột nhiên vung móng vuốt, một năng lượng bí ẩn kéo về phía vách tường kia. Bản đồ đó lập tức hơi rung động, sau đó trong ánh nhìn ngạc nhiên của Diệp Quân và Thanh Chi, một quyển trục bí ẩn chậm rãi bay ra. Diệp Quân và Thanh Chi nhất thời thấy tò mò. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua quyển trục đó, sau đó muốn lấy đi. Diệp Quân vội hỏi, Tiểu Bạch, cái này là gì thế? Tiểu Bạch chớp mắt, móng vuốt nhanh chóng quơ múa. Diệp Quân chỉ có thể nhìn về phía Nhị Nha bình tĩnh nói nó cũng không biết, dù sao cũng là một món đồ không tệ, lấy trước rồi tính sau. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Thanh Chi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, trên mặt chứa đựng ý cười, vừa gặp nó lần đầu tiên cô ấy đã thấy thích rồi. Thật sự quá đáng yêu. Diệp Quân thoáng do dự, sau đó nói, ta có thể xem thử không? Tiểu Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa quyển trục cho Diệp Quân. Thấy Tiểu Bạch tin tưởng mình như thế, Diệp Quân cũng không khỏi hơi cảm động, hắn nhận lấy quyển trục mở ra, trong quyển trục là một vùng tinh hà vũ trụ, bên trong đó có vô số thanh kiếm đang lơ lửng. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt, đây là gì vậy? Tiểu Bạch đến gần xem thử, nó cũng nghi ngờ chớp mắt. Nhị Nha nhìn thoáng qua, sau đó nói, có lẽ là một kiếm trận. Diệp Quân nhìn về phía Nhị Nha nói, để nó phục tùng ngươi đi. Dứt lời, cô bé nhìn về phía Tiểu Bạch, thứ này thích hợp với cháu trai, cho hắn chơi đi. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, giơ móng vuốt nhỏ ra. Thanh Chi hơi nghi ngờ, làm gì thế? Còn Diệp Quân thì vội vàng lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho Tiểu Bạch cười tươi nhận lấy kẹo. Nét mặt Thanh Chi cứng đờ. Một que kẹo hồ lô đã mua chuộc được ngươi rồi à? Đúng là khó tin. Diệp Quân nhìn quyển trục trong tay, sau đó cắn rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên, nhưng quyển trục đó lại không có phản ứng gì. Diệp Quân nhất thời tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, Bạch, giúp hắn chút đi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó móng vuốt nhỏ vỗ lên quyển trục kia khẽ run rẩy, một lát sau, nó biến thành một tia sáng đen bay vào giữa chân mày Diệp Quân. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Quân đã cảm nhận được trong đầu mình có thêm một quyển trục. Đã nhận chủ. Diệp Quân động tâm niệm, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vô số kiếm cổ, những kiếm cổ này tồn tại trong một vũ trụ tinh hà bí ẩn. Mà chỉ cần một suy nghĩ của hắn, những kiếm cổ này sẽ xuyên qua thời không di chuyển đến thời không này. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân nhất thời hơi sợ hãi. Kiếm quyển tinh hà. Đây là tên của quyển trục này, bên trong chứa đựng cả triệu thanh kiếm cổ bí ẩn. Những kiếm cổ này không ngừng ôn dưỡng trong vũ trụ tinh hải. Lúc điều động, hàng triệu thanh kiếm sẽ bay ra, có thể hủy diệt một vũ trụ tinh hà dễ dàng. Diệp Quân thử điều động một triệu thanh kiếm kia,
nhưng hắn kinh ngạc phát hiện đây là một việc rất vất vả. Vì thứ này tiêu hao rất nhiều thần hồn và huyền khí. Muốn sử dụng cả triệu thanh kiếm cổ này thì phải dung hợp với Ngao Thiên Thiên mới làm được. Diệp Quân thấy hơi chờ mong với uy lực của thứ này, nhưng nó không thể tùy tiện thử được, vì uy lực của nó quá kinh khủng. Lúc này, Nhị Nha chợt nhắc nhở, người có thể truyền kiếm ý vào trong những kiếm cổ kia. Đúng nhỉ? Câu nói của Nhị Nha lập tức nhắc nhở Diệp Quân, hắn vội thử, kiếm ý vô địch lập tức tràn vào trong triệu thanh kiếm cổ kia. Sau khi kiếm ý vô địch xuất hiện, những thanh kiếm cổ lập tức rung động, bộc phát ra những uy áp đáng sợ. Diệp Quân vội dừng lại, vì không dung hợp với Ngao Thiên Thiên, thần hồn của hắn bây giờ hoàn toàn không đủ để hắn điều khiển nhiều kiếm cổ chứa đựng kiếm ý như thế. Thấy sắc mặt Diệp Quân hơi tái, Nhị Nha nói, cảnh giới của ngươi phải nâng cao hơn mới được. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, kiếm quyển tinh hà kia lập tức xuất hiện, uy lực của kiếm quyển này thật sự rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn uy lực diên chỉ nhất kiếm của hắn bây giờ, chỉ đứng sau kiếm Thanh Huyên mà thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên cười nói với Tiểu Bạch, có phải ngươi có rất nhiều bảo bối không? Tiểu Bạch chớp mắt, không nói một lời. Diệp Quân hơi tò mò, trong tất cả bảo bối của ngươi, bảo bối nào là tốt nhất? Ta có thể xem thử không? Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một quyển cổ tịch, nhưng nhanh chóng bị Nhị Nha ngăn cản. Nhị Nha nghiêm túc nói, bây giờ ngươi phải đi bước nào vững bước đó, ngoại vật chỉ nên dùng ít thôi, hiểu chứ? Diệp Quân cười nói, ta chỉ tò mò chứ không có ý gì khác đâu, thật đấy. Nhị Nha gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Tuy là nói thế, nhưng cô bé vẫn vội vàng cất cổ tịch đi. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Thanh Chi hơi tò mò, đó là gì vậy? Diệp Quân cũng thấy tò mò, thứ có thể được Tiểu Bạch xem là bảo bối tốt nhất chắc chắn không phải bảo bối tầm thường. Tiểu Bạch nhanh chóng vung móng vuốt. Diệp Quân nghi ngờ nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha bình tĩnh nói, nó nói cô nương này trông cũng xinh, thích hợp để ngươi cưới về làm vợ. Tiểu Bạch, Diệp Quân, Thanh Chi thành đạo cổ. Nghe thấy lời của Nhị Nha, sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên u ám. Chắc chắn Tiểu Bạch không nói thế. Nhị Nha đang nói bừa. Nhưng hắn cũng không dám hỏi lại nữa, vì hỏi lại nói không chừng Nhị Nha sẽ nói chuyện gì kỳ lạ hơn. Thanh Chi nhìn Diệp Quân bên cạnh, lắc đầu cười khẽ, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Mọi người rời khỏi địa cung. Đương nhiên Diệp Quân rất vui vẻ, xuống nước một chuyến không dưng lại có được một thần vật siêu cấp. Quả nhiên muốn tìm kiếm bảo vật thì phải dẫn hai đứa nhóc này theo. Mọi người tiếp tục đi vào sâu trong dãy núi. Trên đường đi, nhiều lần Thanh Chi muốn tiếp xúc với Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại khá lạnh nhạt với cô ấy, điều này khiến cô ấy thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất hâm mộ Diệp Quân, vì Tiểu Bạch rất gần gũi với Diệp Quân, còn hay bay lên bả vai hắn sờ đầu hắn. Diệp Quân chợt nói, Nhị Nha, thân thể này của ngươi vẫn có thể tăng cường à? Nhị Nha gật đầu, có thể, nhưng rất khó. Diệp Quân trầm giọng nói, vẫn có thể tăng cường á. Nhị Nha gật đầu, phải, nhưng điều kiện rất khắt khe. Diệp Quân hơi tò mò, điều kiện gì vậy? Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, một là dựa vào ngoại vật, nhưng bây giờ cố rất ít ngoại vật có thể làm ta bị thương. Cách thứ hai là dựa vào sự chăm chỉ của mình, nhưng ta khá lười nên không muốn tu luyện vất vả. Diệp Quân, Thanh Chi. Diệp Quân cười nói, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao ngươi cũng đã rất vô địch rồi mà. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quân, cháu trai đúng là biết ăn nói. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Nhị Nha đột nhiên nói, ta và Tiểu Bạch có một ước mơ. Diệp Quân thấy hứng thú, ước mơ gì cơ? Nhị Nha đáp, thu thập được bảo bối tốt nhất của toàn bộ vũ trụ. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ cua múa, tỏ vẻ rất hưng phấn. Diệp Quân vội nói, ta ủng hộ các ngươi, ủng hộ vô điều kiện. Tiểu Bạch hé miệng cười, sau đó sờ đầu Diệp Quân. Nhị Nha bình tĩnh nói, ngươi không thể quá lệ thuộc vào ngoại vật, biết chưa? Diệp Quân. Trong lúc vô tình, mọi người đã đi tới một hang núi, ở giữa hang núi có một tế đàn rất lớn có màu đỏ như máu, trông khá đáng sợ. Diệp Quân nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh, Thanh Chi nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân gật đầu, chúng ta đi qua xem thử.
có Nhị Nha và Tiểu Bạch, đương nhiên hắn không có gì phải sợ cả. Mọi người đi tới trước tế đàn kia, Diệp Quân cau mày, vì hắn phát hiện huyết mạch trong cơ thể hắn có phản ứng. Diệp Quân hơi sợ hãi, hắn cẩn thận quan sát tế đàn, tỏ vẻ tò mò, Nhị Nha, người có nhìn ra được gì không? Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch vung móng vuốt nhỏ. Lúc này, tế đàn kia đột nhiên rung lên, sau đó một khuôn mặt máu đáng sợ đột nhiên bay ra từ bên trong tế đàn, sau đó nhào về phía Tiểu Bạch. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn đang định ra tay thì Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một cây búa lửa, sau đó chợt đánh về phía trước. Bốp! Búa đánh xuống, khuôn mặt máu kia bị đập xuống đất, sau đó không ngừng kêu rên thảm thiết, trên mặt nó còn có ngọn lửa mờ ảo xoay vần. Diệp Quân nhìn cây búa trong tay Tiểu Bạch, búa không to, chỉ bằng cánh tay trẻ con, thân búa có ngọn lửa màu đỏ mờ mờ, trông cực kỳ chói mắt. Đây là bảo bối gì thế? Trong mắt Diệp Quân lộ vẻ tò mò, rất muốn mượn nó xem thử. Lúc này, Thanh Chi chỉ vào khuôn mặt máu kia, đây là gì vậy? Diệp Quân cũng nhìn về phía đó, khuôn mặt vẫn kêu la thảm thiết, mà những ngọn lửa mờ nhạt này còn chưa tan đi, dính chặt lên khuôn mặt như sam. Nhị Nha ở bên cạnh nói, là linh của tế đàn này. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, vì sao nó lại ra tay với Tiểu Bạch? Nhị Nha lạnh nhạt đáp, nó muốn nuốt Tiểu Bạch. Diệp Quân sửng sốt. Nhị Nha lắc đầu, đồ ngu ngốc. Nuốt chửng linh tổ. Diệp Quân cũng lắc đầu cười khẽ, chưa nói đến vấn đề khác, chỉ với thể chất đặc biệt của Tiểu Bạch thì e rằng trên đời này không có mấy người nuốt chửng được nó. Hơn nữa hắn không tin ông nội không cho Bắc Thanh thứ gì để giữ mạng. Và lại Tiểu Bạch đánh nhau có thể triệu hoán tận mấy thanh thần kiếm, người bình thường cũng không thể chống lại mấy thanh thần kiếm kia. Lúc này, Nhị Nha chợt nói, đánh tan linh trí của nó, sau đó đổi một cái mới. Đánh tan linh trí. Đây cũng là thủ đoạn đáng sợ của riêng Tiểu Bạch. Đương nhiên điều kinh khủng hơn là nó có thể tạo ra một linh trí khác. Tiểu Bạch đang muốn đánh tan linh trí của khuôn mặt máu kia, nhưng lúc này nó đột nhiên bắt đầu cầu xin. Tiểu Bạch không đánh tan linh trí của nó, nhưng lại đập nó một phát nữa. Rõ ràng nó vẫn khá tức giận vì hành động xấu xa khi nãy. Thật ra Tiểu Bạch rất thân thiện với linh vật, nếu không muốn đi theo nó chắc chắn nó cũng sẽ không ép buộc, nhưng bình thường các linh vật đều sẽ đi theo nó vì có rất nhiều lợi ích. Tiểu tử này có thể giúp chúng thăng cấp. Hơn nữa Tiểu Bạch là linh tổ, là tổ của thiện linh, vì thế các linh vật đều rất thân thiết với nó. Thật sự rất ít xảy ra chuyện chủ động tấn công thế này. Mà lúc này, khuôn mặt máu kia liên tục nằm dưới đất cầu xin. Nhị Nha cất lời, Tiểu Quân Tử, thứ này là do thời đại nền văn minh xâm lâm để lại, người có thể hỏi chuyện nó. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía khuôn mặt máu kia, ngươi tên gì? Khuôn mặt máu nhìn Diệp Quân, sau đó nói, đạo đài vạn cổ. Diệp Quân hơi nghi ngờ, đạo đài vạn cổ. Khuôn mặt kia nhìn Diệp Quân với vẻ không vui, ngươi chưa nghe nói đến bao giờ à? Diệp Quân lắc đầu, chưa từng. Khuôn mặt máu lập tức tỏ vẻ khinh thường. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhất thời thấy cạn lời, sao thứ này còn chưa nhìn rõ tình thế vậy? Lúc này, Tiểu Bạch lại đập nó một phát nữa. Bốp! Khuôn mặt máu lại kêu rên lần nữa. Tiểu Bạch vung móng vuốt với khuôn mặt máu, trong lúc cua múa còn thi thoảng chỉ vào Diệp Quân, hàm ý rất rõ ràng. Khuôn mặt máu kêu rên một lúc lâu. Sau đó run rẩy nói với Diệp Quân, xin, lỗi, ta không biết các ngươi là đồng bọn. Diệp Quân cạn lời, đôi mắt này của ngươi có tác dụng gì vậy? Diệp Quân cũng không so đo nhiều với nó, lại hỏi, ngươi là thần vật ở thời kỳ của nền văn minh xâm lâm à? Khuôn mặt máu gật đầu, phải. Diệp Quân hơi nghi ngờ, vì sao nền văn minh xâm lâm không đưa ngươi đi? Khuôn mặt máu muốn nói lại thôi. Tiểu Bạch nâng búa. Khuôn mặt máu vội nói, vì lúc đó ta không có tư cách đi theo. Diệp Quân sửng sốt, không có tư cách. Khuôn mặt máu gật đầu. Diệp Quân quan sát nó, cấp bậc của nó khá cao, chẳng lẽ vẫn chỉ là tầm thường trong nền văn minh xâm lâm. Khuôn mặt máu lại nói, lúc trước cấp bậc thấp nên không được đưa đi, nhưng gần đây ta nhận được tin là họ sắp trở lại rồi. Nói đến đây, nó chợt tỏ vẻ hưng phấn. Diệp Quân híp mắt, ngươi nói là nền văn minh xâm lâm muốn trở lại ư?
khuôn mặt máu nói với giọng điệu hưng phấn, đúng thế. Diệp Quân hỏi, vì sao bọn họ muốn trở lại? Khuôn mặt máu lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ sắp trở lại thôi. Diệp Quân hơi tò mò, sao ngươi biết được chuyện đó? Khuôn mặt máu đáp, trong thành đạo cổ đang đồn đại như thế mà. Diệp Quân cau mày, thành đạo cổ. Lúc này, thành trì ở bên cạnh cất lời, ta biết, nó là tòa thành chính của nền văn minh xâm lâm trước đây, tiên tổ từng ghi chép lại. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta phải đến thành đạo cổ này xem thử rồi. Khuôn mặt máu kia nói, các ngươi không thể đi vào đâu. Diệp Quân cười hỏi, tại sao? Khuôn mặt máu nói một cách rất bình tĩnh, muốn đi vào thành đạo cổ thì phải được thành chủ đồng ý, mà thành chủ kia đã nghiêm cấm không cho người ngoài đi vào thành. Diệp Quân hơi tò mò, thành đạo cổ còn có cả thành chủ à? Khuôn mặt máu gật đầu, đúng ta, mạnh lắm. Nói đến đây, trong mắt nó lộ vẻ kiêng dè. Diệp Quân quay đầu nhìn Thanh Chi bên cạnh, chúng ta phải đi về thành đạo cổ này một chuyến. Nền văn minh xâm lâm sắp trở lại. Trực giác cho hắn biết, đây là một nguy cơ vô cùng to lớn với vũ trụ quan huyên, phải biết rằng thực lực tổng thể của nền văn minh xâm lâm bây giờ chắc chắn mạnh hơn nền văn minh quan huyên, đương nhiên là không tính mấy người như cha của hắn. Mà dưới tình huống này, đối phương trở lại vũ trụ này một lần nữa, hai bên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Thanh Chi cũng nhận ra điều này, cô ấy trầm giọng nói, dù bọn họ có thật sự trở về hay không thì chúng ta cũng phải có tính toán cho tình huống xấu nhất. Bây giờ đương nhiên cô ấy đứng về phía vũ trụ quan huyên. Diệp Quân gật đầu, đi xem thử đã. Thanh Chi nhìn khuôn mặt máu kia, phải làm sao với thứ này đây? Diệp Quân nhìn về phía Tiểu Bạch lắc đầu tỏ vẻ không cần. Diệp Quân cười nói, Thanh Chi, cô có cần không? Thanh Chi lắc đầu. Dù thứ này không tệ nhưng không có não, mang theo bên cạnh e rằng sẽ dẫn đến tai họa. Hơn nữa cô ấy cũng không thiếu thần vật cho lắm. Diệp Quân cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, mọi người xoay người rời đi. Khuôn mặt máu kia tỏ vẻ ngơ ngác, thật sự không cần mình ư. Khi thấy đám người Diệp Quân biến mất, sắc mặt nó nhất thời trở nên khó coi, không ngờ những người đến từ bên ngoài này lại coi thường nó. Như nghĩ đến điều gì, hai mắt nó sáng lên, sau đó biến thành một tia huyết quang biến mất ở cách đó không xa. Mấy người Diệp Quân tiếp tục đi về phía sâu trong dãy núi. Trên đường đi, Thanh Chi trầm giọng nói, nếu nền văn minh xâm lâm này thật sự muốn trở lại. Diệp Quân nhẹ giọng đáp, hai nền văn minh ở cùng một vũ trụ, chắc chắn sẽ có tranh đấu. Thanh Chi gật đầu, ngươi có dự tính gì không? Diệp Quân mỉm cười, cứ quan sát trước rồi tính. Thanh Chi gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ vẻ lo lắng, vì rõ ràng nền văn minh xâm lâm này rất mạnh, còn hơn cả nền văn minh thần chi trước đây. Không lâu sau đó, sau khi mọi người đi qua một ngọn núi, một tòa thành cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt. Tòa thành sừng sững trên bình nguyên, vô cùng hùng vĩ. Thành đạo cổ. Tòa thành xây dựng rất nguy nga, cổng thành cao đến nghìn trượng. Tường thành được xây dựng từ trụ đá nghìn trượng, kéo thẳng đến tận trời, đứng trước tòa thành này chợt có cảm giác là bản thân rất nhỏ bé. Thanh Chi nhẹ giọng nói, đã biết bao năm qua, có vô số người đến nơi này thăm dò vì muốn có được cơ duyên, lúc trước tộc tiên linh của ta có thể phát triển nhanh như thế cũng vì lý do này. Diệp Quân đang định đáp lời thì sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Diệp Quân cau mày xoay người nhìn lại, khi thấy người đó. Diệp Quân nhất thời sửng sốt, là cô à? Người trước mặt không phải ai khác mà chính là Thanh Đại. Diệp Quân hơi bất ngờ, hắn không ngờ lại gặp cô ta ở đây. Đương nhiên hắn vẫn không quên sau khi hồi phục trí nhớ, người phụ nữ này đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không có chút thiện cảm nào với Thanh Đại hiện tại cả. Thanh Đại nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đến đây làm gì? Diệp Quân lạnh nhạt đáp, đến xem thử. Thấy Diệp Quân hơi không thân thiện, Thanh Đại nhíu mày, nhưng cô ta cũng không hỏi nhiều mà nhìn thoáng qua Nhị Nha đang liếm kẹo hồ lô bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía Thanh Chi, bây giờ cô là tộc trưởng của tộc tiên linh à? Thanh Chi gật đầu, phải. Thanh Đại im lặng. Rõ ràng cô ta cũng đã biết chuyện của tộc tiên linh. Một lúc lâu sau đó, Thanh Đại khẽ thở dài, tộc tiên linh nhờ cả vào cô đấy. Thanh Chi thoáng do dự. Sau đó hỏi, cô có muốn trở về tộc không?
Thanh Đại lắc đầu, ta cảm thấy nơi đó rất xa lạ, không thể trở về. Nghe thấy thế, Thanh Chi thầm thở dài, cô ấy biết dù là Thanh Đại này hay là Thanh Mạt trước kia đều đã không còn tình cảm gì với tộc tiên linh nữa rồi. Lúc này, Thanh Đại đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Quân không hề nghĩ ngợi mà lập tức lắc đầu, không thể. Thanh Đại nhìn Diệp Quân, trước khi ta khôi phục trí nhớ, người đã hứa với ta sẽ không vì tức giận vì ta sau khi khôi phục trí nhớ mà. Diệp Quân đáp, ta đổi ý rồi. Thanh Đại lập tức nổi giận, làm thế cũng được à? Diệp Quân hờ hững nói, Thanh Đại cô nương, cô không phải bạn của ta, lúc nói chuyện xin cô chú ý lời nói của mình, nếu không ta sẽ đánh chết cô đấy. Trong toàn bộ tộc tiên linh, hắn chỉ có thiện cảm với Thanh Chi. Vì Thanh Chi không có hành động kiêu căng ngạo mạn, mà ngoài Thanh Chi, khi đối mặt với người khác, toàn bộ người của tộc tiên linh đều có một cảm giác hơn người trời sinh. Kể cả Thanh Đại sau khi hồi phục trí nhớ cũng thế. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Thanh Đại cũng không tức giận mà còn bình tĩnh lại, vì cô ta biết người đàn ông trước mắt là người nói được làm được. Lúc hắn tốt thì hắn có thể rất tốt, nhưng lúc hắn không tốt thì cũng có thể rất không tốt. Thanh Đại im lặng một lúc lâu sau đó khẽ thở dài, chuyện ta cần ngươi giúp có liên quan đến thần nhất. Diệp Quân cau mày. Thanh Đại nói, còn nhớ chuyện lúc trước nhược mệnh tỷ tỷ của ngươi từng nói thần nhất có con không? Diệp Quân gật đầu, cô muốn nói gì? Thanh Đại nhìn Diệp Quân, bây giờ đứa bé đó đang ở trong thành đạo cổ, nhưng con bé đang bị thành chủ nhốt lại. Diệp Quân cau mày, bị nhốt lại. Thanh Đại gật đầu. Lúc trước đứa bé đó là cho tỷ tỷ của ta chăm sóc, tỷ ấy dẫn con bé đến đây, nhưng sau đó vì một vài chuyện mà đứa bé bị nhốt trong thành đạo cổ. Diệp Quân trầm giọng nói, tại sao đối phương lại nhốt cô ấy? Thanh Đại đáp, muốn có được quyển sổ của thần nhất. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, cô đang đùa à? Nền văn minh xâm lâm lại cần sổ tay của thần nhất. Thanh Đại lắc đầu, không phải nền văn minh xâm lâm mà là thành chủ kia. Đương nhiên nền văn minh xâm lâm không cần sổ tay của thần nhất, dù sao bản thân bọn họ cũng có thể tu luyện đến 10 phần thần tính, còn thành chủ đó thì không có năng lực này. Diệp Quân im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, tỷ tỷ của cô đâu? Thanh Đại trầm giọng đáp, tỷ ấy không thắng được ông ta. Diệp Quân nhất thời giận dữ, các người bị điên à? Thần nhất có thể thắng được mà tỷ tỷ của cô lại đối xử với ông ấy như thế, khiến ông ấy chọn cái chết. Thanh Đại lắc đầu, khẽ thở dài không nói gì. Diệp Quân thật sự thấy cạn lời. Cả nhà này đúng là đều bị điên. Thật ra hắn cũng thấy không hiểu hành động lựa chọn cái chết của thần nhất cho lắm, dù ông ấy rất thất vọng với người phụ nữ này nhưng ông ấy vẫn còn một đứa con mà. Dù là vì con mình thì cũng phải sống chứ. Nghĩ đến đây, hắn chợt thấy vui mừng. Vui vì cha mẹ của mình không bệnh hoạn như thế. Nếu không e rằng hắn đã toi đời rồi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân nhìn về phía Thanh Đại, thành chủ này là cao thủ 9 phần thần tính sao? Thanh Đại gật đầu. Diệp Quân lại hỏi, có tự sáng lập đạo riêng không? Thanh Đại lắc đầu, không rõ. Diệp Quân nhẹ giọng nói, có lẽ là không, nếu đã sáng lập đạo riêng thì đã không chú ý tới sổ tay của thần nhất rồi. Thanh Đại hỏi, sổ tay kia ở trong tay ngươi đúng không? Diệp Quân gật đầu, phải. Thanh Đại muốn nói lại thôi. Diệp Quân khẽ thở dài, thật ra thứ này có tác dụng rất lớn với cảnh giới thần đạo, nhưng lại không có tác dụng gì với cao thủ 9 phần thần tính, vì đến cấp bậc đó muốn tiến thêm một bước hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Thanh Đại nói, nhưng thành chủ kia lại không biết. Diệp Quân lắc đầu, nói thật dù có chút liên quan với thần nhất, nhưng hắn không hề muốn dính dáng vào những chuyện linh tinh này. Lúc này, Thanh Đại đột nhiên nói, dù ngươi không quan tâm, ngươi vẫn sẽ bị cuốn vào chuyện này. Diệp Quân nhìn về phía Thanh Đại, cô ta nói, có lẽ ngươi đã biết chuyện nền văn minh xâm lâm muốn quay lại rồi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô cũng biết chuyện này sao? Thanh Đại gật đầu, toàn bộ mọi người ở rừng sâu thần hư đều đã biết. Diệp Quân trầm giọng hỏi, vì sao bọn họ muốn quay về? Thanh Đại lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng ta biết nền văn minh xâm lâm muốn giết ngươi và ông nội gì kia của ngươi. Nghe thấy thế, Diệp Quân nhất thời sửng sốt, giết ta và ông nội ta. Nhị Nha và Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Thanh Đại. Lúc này bọn họ thấy hứng thú rồi.
Thanh Đại gật đầu, người đi cùng tộc trưởng tộc tiên linh chúng ta lúc trước chính là người được nền văn minh xâm lâm phái đến xử lý chuyện bọn họ quay lại, nhưng người đó đã bị ông nội ngươi giết chết. Mà theo ta được biết, bọn họ đã xem hành động này của các ngươi là khiêu khích, vì thế khi bọn họ trở về, bọn họ sẽ xử lý ngươi và ông nội ngươi trước. Diệp Quân gật đầu, thế thì tốt. Thanh Đại sửng sốt, tốt cái gì cơ? Diệp Quân gật đầu, nếu chỉ giết ta thì ta còn thấy hơi sợ, nhưng bọn họ muốn giết cả ông nội ta. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, làm tốt lắm. Thanh Chi. Thanh Đại nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, người đúng là có hiếu. Diệp Quân cười to. Thanh Đại trầm giọng nói, ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự mạnh mẽ của nền văn minh xâm lâm đâu, dù ông nội ngươi cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn nền văn minh xâm lâm này có cao thủ 10 phần thần tính. Diệp Quân gật đầu, không sao, ông nội ta lo được. Nét mặt Thanh Đại cứng đờ. Diệp Quân chợt nói, Thanh Đại cô nương, hình như cô hiểu rõ bọn họ lắm. Thanh Đại lắc đầu, ta cũng không hiểu biết gì nhiều. Nhưng có người lại hiểu rất rõ về bọn họ. Diệp Quân hơi tò mò, là ai? Thanh Đại đáp, thần kỳ. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thanh Đại, là con gái của thần Nhất Hà. Thanh Đại gật đầu, phải. Diệp Quân im lặng. Thanh Đại trầm giọng nói, ta biết ngươi không thích ta và tỷ tỷ của ta, nhưng dù sao con bé cũng là huyết mạch duy nhất thần nhất để lại trên cõi đời, mà sau khi biết đến ngươi, con bé cũng muốn gặp ngươi một lần. Diệp Quân nhíu mày, gặp ta ư? Thanh Đại gật đầu, phải. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Thanh Đại đáp, dù sao ngươi cũng là người cha con bé chọn. Thần Nhất. Diệp Quân khẽ thở dài. Trong lòng hắn vẫn khá kính nể Thần Nhất, không chỉ có thực lực mạnh mẽ còn có thể thân thiện với muôn vàn chúng sinh như thế, đây là một chuyện rất hiếm có. Nghĩ thế, Diệp Quân nói, chúng ta đi gặp cô ấy đi. Thanh Đại vội nói, được. Đi thôi, ta dẫn đường cho các ngươi. Diệp Quân gật đầu. Mấy người nhóm Diệp Quân đi theo Thanh Đại lặng lẽ lẻn vào thành đạo cổ. Lúc đi vào thành, Diệp Quân lập tức cảm nhận được mấy khí thế mạnh mẽ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong thành có một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Rất không đơn giản. Sắc mặt Diệp Quân hơi nặng nề. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể nói là vô địch với cao thủ dưới 9 phần thần tính. Đối mặt với cao thủ 9 phần thần tính không mạnh còn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng nếu đối mặt với cao thủ 9 phần thần tính chất lượng thì hắn vẫn không phải là đối thủ. Với người có đạo của riêng mình thì hắn càng không có khả năng đánh trả, có sử dụng kiếm Thanh Huyên cũng không thể nào thắng được. Thanh Đại dẫn mấy người nhóm Diệp Quân đi tới một nơi ở góc khuất, sau khi đi không bao lâu, mọi người đến trước một cung điện. Diệp Quân hỏi, thần kỳ kia bị nhốt ở đây à? Thanh Đại gật đầu, phải. Diệp Quân hỏi, mẹ cô ấy đâu? Thanh Đại chần chừ một lúc rồi đáp, đang tu luyện. Diệp Quân cau mày, đang tu luyện. Thanh Đại gật đầu, phải, bây giờ tỷ ấy đã là bán bộ 9 phần thần tính, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể trở thành 9 phần thần tính chân chính. Diệp Quân lập tức xa sầm mặt, bà ta mặc kệ con gái mình à. Thanh Đại lắc đầu, khẽ thở dài không nói gì. Thấy thế. Diệp Quân cũng im lặng. Xem ra trong lòng Thanh Mạt này thật sự chỉ có đại đạo mà thôi. Thanh Đại chợt nói, các ngươi có thể tiến vào tiểu tháp không? Diệp Quân nhìn về phía Thanh Đại giải thích, nơi này có một người canh gác. Diệp Quân hỏi, đối phương cho phép cô đi vào à? Thanh Đại gật đầu, phải đút lót bằng tổ nguyên. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, được. Dứt lời. Hắn dẫn mấy người nhóm nhị nha tiến vào tiểu tháp. Thanh Đại cất tiểu tháp đi rồi bước nhanh đến trước cung điện kia, vừa mới đến nơi, một khí thế bí ẩn đã ngăn cô ta lại. Thanh Đại mở lòng bàn tay, mấy chục tổ nguyên chậm rãi bay ra. Mấy chục tổ nguyên kia nhanh chóng bị một sức mạnh bí ẩn lấy đi. Thanh Đại bước nhanh vào trong đại điện, vừa tiến vào đã có một giọng nói vang lên từ cách đó không xa, Tiểu Di, người đến rồi. Thanh Đại nhìn về phía đó, ở đó có một cô gái mặc váy dài màu trắng nhạt, bên hông thắt duy băng màu tím, vóc dáng rất hoàn mỹ, dung nhan cũng vô cùng xinh đẹp, hiếm có trong nhân gian. Thanh Đại nắm tay cô ấy, gật đầu, lần này ta dẫn một người đến gặp con. Thần kỳ nhất thời thấy tò mò, người. Thanh Đại gật đầu. Lúc này,
Diệp Quân và mọi người xuất hiện. Khi nhìn thấy Diệp Quân, Thần Kỳ thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ngài là Diệp công tử đúng không? Chào ngài, ta tên là Thần Kỳ. Dứt lời, cô ấy chợt giơ tay phải ra. Bắt tay. Thấy cảnh này, Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều ngây người. Sao có gì đó kỳ lạ thế? Bắt tay. Ở vũ trụ này không có kiểu bắt tay chào hỏi như thế, lúc trước Diệp Quân chỉ từng thấy quy tắc này ở hệ Ngân Hà thôi. Lúc này, dường như Thần Kỳ cũng nhận ra điều không đúng, cô ấy khẽ mỉm cười, đang muốn rụt tay về thì Nhị Nha đã nắm nhẹ lấy tay cô ấy, chào cô. Tiểu Bạch cũng nắm theo. Thần Kỳ chớp mắt không nói gì. Lúc này, cô ấy cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Diệp Quân cất lời, cô nương, cô có biết hệ Ngân Hà không? Nghe thấy lời của Diệp Quân, Thần Kỳ nhất thời sửng sốt, công tử biết hệ Ngân Hà à? Diệp Quân gật đầu. Thần Kỳ chợt nói với giọng điệu hưng phấn, ngài cũng là người xuyên không sao? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, không phải, ta chỉ từng đến hệ Ngân Hà thôi. Thần Kỳ nhẹ giọng nói, thì ra là thế, bây giờ nơi đó thế nào rồi? Diệp Quân nói sơ lược tình hình trước mắt của hệ Ngân Hà. Sau khi nghe hắn nói xong, Thần Kỳ khẽ thở dài, thì ra đã trôi qua lâu như thế rồi. Diệp Quân hỏi, cô xuyên không đến đây à? Thần Kỳ gật đầu, phải. Diệp Quân chớp mắt, cô không bật hách sao? Nghe thấy lời của Diệp Quân, Thần Kỳ vốn hơi đau buồn đột nhiên phì cười, Diệp công tử, ngài hiểu xuyên không là gì à? Diệp Quân cười to, Thần Kỳ cô nương, cô có biết vì sao cô đến được nơi này không? Thần Kỳ lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết ta bị sét đánh trúng, sau đó đã đến nơi này rồi. Diệp Quân. Thần Kỳ nhẹ giọng nói, lúc đầu ta còn rất vui, nhưng sau đó ta phát hiện nơi này khắc nghiệt hơn nơi đó của ta quá nhiều, ở đây có thể không vui là giết người. Diệp Quân hỏi, cô có muốn trở về không? Thần Kỳ gật đầu, khẽ đáp, ta muốn trở về xem sao. Lúc này, ngoài điện chợt vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Thanh Đại bên cạnh lập tức thay đổi. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào. Người đàn ông trung niên mặc áo gấm rộng lớn, tóc dài buông xõa, hai tay chắp sau lưng, trên người mang theo khí thế mạnh mẽ oai phong. Thanh Đại trầm giọng chào hỏi, Triệu thành chủ. Thành chủ của Thành Đạo Cổ. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, không nói một lời. Nhị Nha cũng im lặng liếm kẹo hồ lô. Triệu thành chủ nhìn thoáng qua Thanh Đại. Sau đó nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là Diệp Quân kia à? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, ông biết ta sao? Triệu thành chủ cười khẽ, nghe nói bên ngoài bây giờ đã thuộc về nền văn minh quan huyên. Diệp Quân gật đầu, đại khái là thế. Triệu thành chủ cười nói, ngươi đến chỗ ta làm gì? Diệp Quân nhìn thoáng qua Thần Kỳ bên cạnh, ta nghe Thanh Đại cô nương nói có sổ tay của thần nhất thì sẽ được đưa Thần Kỳ cô nương đi. Triệu thành chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, đúng là thế. Diệp Quân mở lòng bàn tay, sổ tay của thần nhất xuất hiện trong tay hắn, vừa khéo chỗ ta có đây. Triệu thành chủ lại bật cười, theo lẽ thường thì đúng là có thể, nhưng bây giờ thì không được. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Triệu thành chủ đáp, vì ta chướng mắt ngươi, có được không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, đánh chết ông ta. Nhị Nha lập tức xông lên rồi đánh ra một quyền. Triệu thành chủ híp mắt, sau đó cũng đấm tới một phát. Đối đầu trực diện. Hai nắm đấm vừa tiếp xúc với nhau, một sức mạnh đáng sợ thoáng chốc bộc phát, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện biến thành một đống đổ nát. Triệu thành chủ liên tục lùi lại gần nghìn trượng. Còn Nhị Nha thì không lùi lại dù là nửa bước. Triệu thành chủ dừng lại, sắc mặt ông ta trở nên nặng nề. Ông ta nhìn chằm chằm Nhị Nha, thầm thấy kinh ngạc, không ngờ sức mạnh của cô bé này lại đáng sợ như thế. Lúc này, Diệp Quân quay đầu nhìn Thần Kỳ bên cạnh, bây giờ cô tự do rồi. Thần Kỳ chớp mắt, cảm ơn. Tự do. Triệu thành chủ đột nhiên bật cười, người đúng là coi thường nền văn minh xâm lâm chúng ta. Diệp Quân thản nhiên nhìn thoáng qua Triệu thành chủ, ta cần xem trọng ông à. Nụ cười trên mặt Triệu thành chủ dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Nhị Nha thẳng tay đấm một phát về phía ông ta. Cú đấm này của Nhị Nha khiến toàn bộ Thành Đạo Cổ như bị động đất, bắt đầu sụp đổ. Triệu thành chủ không dám coi thường cú đấm mạnh mẽ của Nhị Nha,
ông ta lập tức tiến lên một bước, xoay tay phải, một cột lửa sáng bắn ra từ trong lòng bàn tay của ông ta. Lúc này, cú đấm của Nhị Nha đã đánh tới. Cột lửa sáng kia bị cú đấm của Nhị Nha làm nổ tung, cùng lúc đó, Triệu Thành Chủ cũng liên tục lùi lại. Thấy cảnh này, Thành Đại ở cách đó không xa không nhìn được nhìn thoáng qua Nhị Nha, thầm thấy kinh ngạc, Triệu Thành Chủ là cao thủ chín phần thần tính, nhưng ông ta lại không thắng được cô gái nhỏ này. Sức mạnh đúng là kinh khủng. Sau khi đánh lui Triệu Thành Chủ bằng một quyền, Nhị Nha đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, người nó khẽ run rẩy, di chuyển lên không trung, sau đó móng vuốt nhỏ liên tục cua múa, toàn bộ vùng đất bắt đầu rung động dữ dội, chỉ trong nháy mắt, dưới đất có mười mấy tổ mạch đột nhiên xuất hiện, những tổ mạch này đều bị Tiểu Bạch lấy hết, không chỉ có thế, trong thành còn có những thần vật chủ động bay ra, sau đó đi nhanh về phía Tiểu Bạch. Cướp sạch, hành động. Thấy thế, Thanh Đại và Thanh Chi trợn mắt há mồm, hai cô gái nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nghiêm túc nói, đây không phải ý của ta. Hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Đây hoàn toàn là ý của Tiểu Bạch và Nhị Nha. Chết tiệt! Mới như thế đã bắt đầu cướp sạch rồi ư. Dù rất lưu manh nhưng hắn thích. Ha ha! Diệp Quân không nhịn được cười to. Khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Triệu Thành Chủ phía xa trở nên dữ tợn, mau ngăn nó lại. Ông ta vừa dứt lời. Trong thành có rất nhiều khí thế mạnh mẽ bay đến chỗ Tiểu Bạch. Diệp Quân bay lên trời, đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, hắn vung nhanh kiếm Thanh Huyên trong tay, trong nháy mắt, những cao thủ đến gần Tiểu Bạch kia đều bị hắn chém lui. Dù không có kiếm Thanh Huyên, Diệp Quân vẫn là tồn tại vô địch trong những người dưới 9 phần thần tính, mà sau khi cầm kiếm Thanh Huyên, cao thủ dưới 9 phần thần tính chẳng khác nào một con kiến trong mắt hắn. Sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Diệp Quân, những cao thủ trong thành lập tức không dám tiến lên nữa, chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Bạch điên cuồng cướp lấy thần vật và tổ mạch trong thành. Trái tim bọn họ đang nhỏ máu. Sắc mặt Triệu Thành Chủ cũng cực kỳ khó coi, trong một khoảng thời gian ngắn, đứa nhóc kia đã cướp sạch thành đạo cổ rồi. Nhị Nha thản nhiên nhìn Triệu Thành Chủ, ta thích những kẻ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt như ông nhất. Dứt lời, cô bé chậm rãi lấy một sâu kẹo hồ lô ra, sau đó ung dung ăn kẹo. Triệu Thành Chủ nhìn chằm chằm Nhị Nha, ngươi là yêu thú. Nhị Nha hờ hững đáp, Triệu Thành Chủ. Thật sự thì Triệu Thành Chủ suýt bị vẻ hờ hững của Nhị Nha làm tức chết, đúng là không coi ông ta ra gì cả. Lúc này, Tiểu Bạch nơi chân trời đột nhiên dừng lại, xung quanh nó có mấy nghìn thần vật xoay tròn. Tiểu Bạch hơi khó xử. Vì có một vài món nó không cần lắm. Rõ ràng Diệp Quân cũng nhận ra điều này. Hắn vội hỏi, có phải không hài lòng với một vài thần vật không? Tiểu Bạch gật đầu. Diệp Quân vội nói, không lấy thì lãng phí lắm, để ta lấy cho. Dứt lời, hắn lập tức vung tay áo, thu hồi những thần vật xung quanh. Dù bây giờ hắn rất giàu có, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Tiểu Bạch coi thường những thần vật này, nhưng cấp bậc của nó cũng không thấp, khá có giá trị. Thấy thế, Thanh Chi bên dưới lắc đầu cười khẽ. Bây giờ cô ấy đã biết vì sao Diệp công tử lại hào phóng thế rồi. Những người giàu nhất toàn vũ trụ đều là người nhà hắn. Tần Quan vốn là người giàu có nhất toàn vũ trụ, mà bà ấy là mẹ ruột của Diệp Quân, trước mắt của chỉ có Tiểu Bạch có thể so sánh với bà ấy, nhưng Tiểu Bạch cũng là người nhà hắn. Họ là người cùng một phe. Triệu Thành Chủ ở phía xa chợt tiến lên một bước, sau đó, một tượng thần khổng lồ chợt xuất hiện sau lưng ông ta. Tượng thần chín phần thần tính. Tượng thần này vừa xuất hiện, những uy áp đáng sợ lập tức lan ra xung quanh như thủy triều, trong nháy mắt, toàn bộ đất trời trở nên hư ảo trong suốt. Thấy tượng thần kia, nét mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, vì hắn phát hiện tượng thần này là tượng thần đáng sợ nhất hắn từng thấy từ trước đến giờ. Còn Nhị Nha thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Lúc này, Triệu Thành Chủ kia đột nhiên cúi người chỉ về phía Nhị Nha. Tượng thần sau lưng ông ta cũng cúi người chỉ về phía cô bé. Đất trời thoáng chốc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía tượng thần kia. Động tác này của Nhị Nha khiến ngón tay khổng lồ kia vỡ ra, cùng lúc đó, tượng thần kia bị Nhị Nha làm liên tục lùi lại, đất trời rung rẩy như động đất, cực kỳ đáng sợ. Sau khi dừng lại,
Triệu thành chủ nhìn chằm chằm Nhị Nha với nét mặt nặng nề hơn bao giờ hết, ông ta không ngờ cô bé trước mắt lại mạnh đến mức này, ngay cả sức mạnh tượng thần của ông ta cũng không chống lại được. Diệp Quân ở phía xa cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù tượng thần rất mạnh, nhưng rõ ràng Nhị Nha mạnh hơn. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, vì Nhị Nha còn có thể chống lại cả kiếm Thanh Huyên mà. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nâng tay đánh tới một phát, một sức mạnh đáng sợ lập tức chèn ép về phía Triệu Thành Chủ như nước lũ. Triệu Thành Chủ không dám coi thường, lập tức chắp hai tay đọc thầm thần chú cổ xưa, trong nháy mắt, một tấm khiên vàng hư ảo lập tức chắn trước mặt ông ta. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Triệu Thành Chủ liên tục lùi lại. Vừa dừng lại, tượng thần trước mặt ông ta vỡ tan tành, biến thành hư vô. Sắc mặt Triệu Thành Chủ thoáng chốc trở nên dữ tợn. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch vốn đang hóng hớt ở phía xa cảm nhận được điều gì đó, nó đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó hưng phấn vung móng vuốt nhỏ rồi liên tục vỗ vai Diệp Quân. Diệp Quân vội hỏi, bảo bối à? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Diệp Quân lập tức nói, đi, hành động, thanh chi. Khi nhìn thấy phương hướng Tiểu Bạch và Diệp Quân rời đi, sắc mặt Triệu Thành Chủ thoáng chốc thay đổi, ông ta lập tức hét to, ngăn cản bọn họ. Nhưng xung quanh không có một ai dám lên. Vì thực lực của Diệp Quân cũng rất đáng sợ. Thấy điều này, dù Triệu Thành Chủ kia rất tức giận nhưng ông ta cũng đành chịu, chỉ có thể tự mình đi ngăn cản, nhưng ông ta vừa ra tay, Nhị Nha đã lập tức đánh một quyền về phía ông ta. Sắc mặt Triệu Thành Chủ trở nên dữ tợn, cút đi. Dứt lời, ông ta lại đọ sức với Nhị Nha. Nhưng sức mạnh của ông ta hoàn toàn không bằng được Nhị Nha, vì thế lại bị Nhị Nha đánh lui một lần nữa. Có điều lần này Triệu Thành Chủ cũng không dừng lại mà liều mạng tấn công Nhị Nha. Thấy thế, Thanh Chi và Thanh Đại đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết chắc chắn bảo bối mà Tiểu Bạch phát hiện rất quan trọng với Triệu Thành Chủ. Hai cô gái lập tức đuổi theo Tiểu Bạch và Diệp Quân. Phía xa, Tiểu Bạch dẫn theo Diệp Quân chạy như điên, cuối cùng hai người đi tới một cung điện bí ẩn. Trước cung điện có một ông lão áo đen, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân và Tiểu Bạch với nét mặt vô cùng đề phòng. Tiểu Bạch chỉ móng vuốt về phía ông lão, sau đó chỉ sang bên cạnh, hàm ý đã rất rõ ràng. Ông lão áo đen trầm giọng nói, không có lệnh của thành chủ không ai được đến gần nơi này, các người. Tiểu Bạch lập tức lấy búa lửa ra. Diệp Quân cũng cầm lấy kiếm Thanh Huyên. Thấy cảnh này sắc mặt ông lão áo đen hơi thay đổi, sau đó nói, hai người cứ tự nhiên. Sau đó ông ta lập tức xoay người bỏ chạy. Ông ta chỉ là một người giữ cửa, bây giờ cũng không cần thiết phải liều mạng vì chút bổng lộc kia làm gì. Rất không đáng giá. Dù sao đồ cũng đâu phải của ông ta. Sau khi ông lão áo đen rời đi, Diệp Quân và Tiểu Bạch xông thẳng vào trong cung điện, bên trong có một vòng tay màu vàng lơ lửng, xung quanh vòng tay này có những phù văn bí ẩn. Diệp Quân tò mò nhìn vòng tay kia, đây là gì vậy? Tiểu Bạch chớp mắt nhưng không vung móng vuốt. Lúc này vòng tay kia đột nhiên khẽ rung, sau đó nó bộc phát ra một sức mạnh bí ẩn, sức mạnh bao phủ khắp xung quanh. Diệp Quân cau mày, cũng không cảm nhận được điều gì khác thường. Nhưng sau đó sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, vì hắn phát hiện tuổi thọ của mình đang mất đi. Hơn nữa chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hắn đã mất đi trăm năm tuổi thọ. Diệp Quân thầm sợ hãi, hắn đang định xuất kiếm thì Tiểu Bạch đột nhiên lấy một cái búa ra đập về phía trước. Oanh! Sau động tác của Tiểu Bạch, vòng tay kia khẽ rung lên, nhưng sau đó nó lại bộc phát ra một sức mạnh bí ẩn, sức mạnh kia còn mạnh và nhiều hơn khi nãy. Diệp Quân thầm thấy hoảng hốt, hắn bèn muốn dẫn Tiểu Bạch rời khỏi khu vực này. Dù tuổi thọ của hắn rất nhiều, nhưng làm thế này thì hắn cũng không chịu nổi. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cầm lấy cây búa đó đánh về phía trước một lần nữa, sau động tác này, một ngọn lửa lập tức bao phủ lấy vòng tay. Vòng tay kia liên tục rung lên, vẫn còn đang phản kháng. Lúc này, Tiểu Bạch hít nhẹ mũi, vòng tay kia như cảm nhận được điều gì đó nên rung động dữ dội, sau đó liên tục thả ra sức mạnh bí ẩn kia. Dù Tiểu Bạch không sợ, nhưng Diệp Quân đã sắp không chịu được nữa. Vì hắn phát hiện chỉ mới một lúc mà tuổi thọ của hắn đã trôi qua thêm hơn nghìn năm rồi. Lúc này, Tiểu Bạch cũng nhận ra điều đó, nó vung tay lên, một vòng tròn màu vàng lơ lửng trên đầu Diệp Quân, sau đó những tia sáng vàng chiếu xuống bảo vệ lấy hắn.
Cuối cùng Diệp Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn lại sa sầm mặt một lần nữa, vì hắn phát hiện những kim quang kia cũng không thể ngăn cản hoàn toàn sức mạnh bí ẩn đó. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, rốt cuộc đó là sức mạnh gì vậy? Lúc này, Tiểu Bạch vẫn đang liên tục hít vào, cuối cùng vòng tay kia cũng không chịu được nữa nên hoàn toàn dừng lại, lựa chọn nhượng bộ. Vẫn không thể chống lại được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cầm lấy vòng tay, sau đó không biết đã cất vào đâu rồi. Diệp Quân vội hỏi, Tiểu Bạch, thứ khi nãy là gì vậy? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vung móng vuốt. Diệp Quân nói, tháp ra giải thích đi. Tiểu tháp cất lời, nó nói nó cũng không biết. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, vòng tay thời gian. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Thần Kỳ. Thanh Đại và Thanh Chi cũng đi theo sau. Diệp Quân hơi tò mò, vòng tay thời gian. Thần Kỳ trầm giọng nói, đây là một thần vật siêu cấp mà nền văn minh xâm lâm trước đây để lại, có tên là vòng tay thời gian, nó có thể khiến thời gian của một khu vực nhanh chóng trôi đi, một khi sử dụng có thể khiến người thực lực yếu lập tức đi đời. Nét mặt Diệp Quân hơi nặng nề, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy sợ hãi vì khung cảnh tuổi thọ trôi đi khi nãy. Thật sự rất đáng sợ. Thần Kỳ đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, người đúng là lợi hại, không ngờ ngươi lại có thể thuần phục vòng tay thời gian. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cười tươi. Thanh Đại ở bên cạnh vội vàng giới thiệu, nó là linh tổ, hơn nữa còn không phải linh tổ bình thường. Tộc tiên linh tồn tại lâu như thế không phải chưa từng gặp linh tổ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp một linh tổ như Tiểu Bạch. Năng lực của linh tổ này mạnh đến mức khác thường. Linh tổ. Thần Kỳ nhớ lại, ta từng nhìn thấy giới thiệu về ngươi trên sách, không ngờ ngươi lại lợi hại như thế, quá ghê gớm. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nó mở móng vuốt, một sâu kẹo hồ lô xuất hiện, nó đưa kẹo hồ lô cho Thần Kỳ, nhưng sau đó dường như nó không nỡ đưa, vì thế vội vàng cất đi rồi đổi thành một cái tổ mạch. Thấy cảnh này, nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Trong suy nghĩ của Tiểu Bạch, tổ mạch còn không quý giá bằng kẹo hồ lô. Chỉ có bạn tốt nhất mới xứng đáng để nó tặng kẹo hồ lô. Thấy Tiểu Bạch tặng tổ mạch cho mình, Thần Kỳ cười khẽ, không cần đâu. Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó đặt tổ mạch vào tay Thần Kỳ. Thần Kỳ hé miệng cười, nhân cơ hội sờ nhẹ móng vuốt của Tiểu Bạch. Diệp Quân chợt nói, Thần Kỳ cô nương, cô có thể giới thiệu về vòng tay thời gian này không? Thần Kỳ gật đầu, thật ra ta cũng không biết nhiều lắm. Ta chỉ biết đó là nền văn minh xâm lâm để lại, cũng là bảo vật tốt nhất của thành đạo cổ hiện tại, triệu thành chủ kia có thể đạt tới 9 phần thần tính là nhờ sự giúp đỡ của nó, ông ta vẫn luôn không thể khiến vòng tay thời gian này nhận chủ nên chỉ có thể cúng bái nó. Diệp Quân khẽ lẩm bẩm, thời gian. Khi rời đi, ông nội từng nói với hắn là sau này hắn có thể phát triển về phương diện thời gian. Mà rõ ràng nền văn minh xâm lâm đã bắt đầu thăm dò về thời gian. Lúc này, Thần Kỳ lại nói, đây là bảo vật quý giá nhất của triệu thành chủ, ông ta sẽ liều mạng với ngài. Diệp Quân cười to, ông ta không thắng được nhị nha. Dù triệu thành chủ kia cũng có thực lực 9 phần thần tính, nhưng có thể thấy cũng không chất lượng cho lắm. Thần Kỳ chợt nói, nền văn minh xâm lâm sắp trở lại rồi. Diệp Quân hỏi, khi nào? Thần Kỳ lắc đầu, không rõ thời gian cụ thể, ta chỉ biết có lẽ là trong tương lai gần. Diệp Quân hỏi, vậy cô có biết vì sao bọn họ muốn quay lại không? Thần Kỳ lại lắc đầu một lần nữa, không biết. Diệp Quân im lặng. Thần Kỳ lại nói, nhưng có lẽ triệu thành chủ kia sẽ biết được chút ít. Diệp Quân nói, vậy không thể để nhị nha giết ông ta được. Dứt lời, hắn dẫn theo mọi người xoay người rời đi. Dù hắn cũng muốn có được vòng tay thời gian Tiểu Bạch đang giữ, nhưng cũng không thể dụ dỗ Tiểu Bạch. Nếu họ sẵn lòng cho thì tốt, nếu không muốn cho thì hắn cũng không thể thuyết phục được. Mọi người vừa đi ra ngoài đã thấy nhị nha đang áp đảo triệu thành chủ kia. Triệu thành chủ gần như không có khả năng đánh trả nhị nha. Áp đảo hoàn toàn. Nhìn thấy vậy, trong mắt Thanh Đại lộ vẻ phức tạp, trong mắt người đời, cao thủ 9 phần thần tính đã là tồn tại ở trên cao rồi, nhưng vẫn như một con kiến trong mắt vài người. Mà cả đời tỷ tỷ của cô ta đều luôn theo đuổi nó. Thế này cũng không thể nói là sai, chỉ có thể nói mỗi người đều có thứ mình theo đuổi, nhưng Thanh Đại thấy,
những gì tỷ tỷ cô ta làm đều khá ngu xuẩn. Cái này gần như là bỏ chồng bỏ con rồi. Lúc này, Diệp Quân chợt nói, nhị nha, đánh ông ta tàn phế là được rồi, đừng đánh chết. Nhị nha ở chân trời gật đầu, được. Dứt lời, cô ấy giẫm chân xông lên. Ầm, chân trời xuất hiện một khe hở thời không vì động tác của nhị nha. Triệu thành chủ ở phía xa lập tức bị đánh bay mấy nghìn trượng, sau khi dừng lại, hai cánh tay của ông ta nổ tung, máu thịt bắn khắp nơi. Sắc mặt triệu thành chủ vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm nhị nha, vẻ dữ tợn trong mắt đã trở thành sự kiêng dè. Vì khi nãy ông ta đã sử dụng tất cả thủ đoạn mà vẫn không thể làm gì được nhị nha trước mặt, khả năng phòng ngự của nhị nha còn mạnh hơn sức mạnh trong cơ thể của cô bé. Thật sự là tất cả công pháp đều không thể xâm phạm. Ông ta đánh đến mức thấy khó chịu. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi đi tới, hắn nhìn triệu thành chủ, có thể nói chuyện một chút không? Triệu thành chủ nhìn Diệp Quân, vòng tay thời gian đó đã ở trong tay ngươi rồi à? Diệp Quân gật đầu, có thể xem là thế. Nét mặt triệu thành chủ lập tức trở nên dữ tợn, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, sát khí trong mắt như biến thành thực thể. Ông ta có thể đạt đến 9 phần thần tính là nhờ vòng tay thời gian này, bây giờ vòng tay bị lấy mất rõ ràng là chặn ngang con đường tu luyện của ông ta sau này. Nhưng ông ta vẫn cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh, vì ông ta biết rõ ông ta không thắng được cô gái nhỏ trước mặt. Nếu còn cứng đầu thì chỉ có thể chịu thiệt thôi. Giữ được mạng vẫn quan trọng hơn. Diệp Quân nhìn triệu thành chủ, sau đó hỏi, vì sao nền văn minh xâm lâm muốn quay về? Triệu thành chủ bình tĩnh trả lời, không biết. Diệp Quân nhíu mày, nhị nha, đánh chết ông ta. Nhị nha lập tức siết chặt tay, triệu thành chủ thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội nói, ta không rõ tình hình cụ thể, trước đây không lâu bọn họ đột nhiên phái người tới nói muốn quay về. Ngoài ra thì ta không biết gì nữa cả. Diệp Quân im lặng. Triệu thành chủ cho rằng Diệp Quân không tin nên vội nói tiếp, bọn họ cũng đang truy nã ngươi và ông nội ngươi, muốn đưa các ngươi lên đài hành hình. Gì cơ? Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Đài hành hình. Nghe thấy lời của triệu thành chủ, Diệp Quân sửng sốt. Sắc mặt triệu thành chủ lạnh như băng phải. Diệp Quân lập tức nói, chuyện ta làm một mình ta gánh, sao bọn họ lại đi tìm ông nội ta? Thế chẳng phải là quá đáng lắm sao? Ông nói với bọn họ, bảo bọn họ đến tìm ta là được. Triệu thành chủ lạnh lùng nhìn Diệp Quân, người là do ông nội của ngươi giết đương nhiên là phải tìm ông nội ngươi rồi, ngươi chỉ là vật đính kèm thôi. Diệp Quân gật đầu, nghe thấy ông nói thế, ta chợt thấy hơi chờ mong nền văn minh xâm lâm trở lại rồi đấy. Triệu thành chủ nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Quân cười nói, không có ý gì cả, bây giờ có thể nói về vòng tay thời gian này rồi. Hắn vẫn thấy khá tò mò với vòng tay thời gian này. Nghe thấy Diệp Quân nhắc đến vòng tay thời gian, sắc mặt triệu thành chủ lại trở nên khó coi, ông ta nhìn thoáng qua nhị nha đang liếm kẹo hồ lô, ép bản thân kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó nói, đó là một thần vật siêu cấp mà nền văn minh xâm lâm để lại nơi này, bên trong chứa đựng sức mạnh thời gian, có thể tăng tốc độ thời gian trôi đi của một khu vực. Diệp Quân chợt hỏi, có thể đảo ngược thời gian không? Triệu thành chủ cau mày, thời gian có thể đảo ngược à? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đảo ngược thời gian. Diệp Quân không quan tâm đến triệu thành chủ, trực giác nói với hắn rằng thời gian có thể đảo ngược. Lúc này, triệu thành chủ chợt nói, có thể trả vòng tay thời gian đó lại cho ta không? Diệp Quân nhìn thoáng qua triệu thành chủ, sau đó nói, ông có thể hỏi Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch lấy một cây búa ra, nhìn triệu thành chủ bằng ánh mắt giận dữ. Thấy thế, khuôn mặt triệu thành chủ nhăn nhó. Diệp Quân chợt nói, triệu thành chủ, ông đi đi, bây giờ thành đạo cổ này là của ta. Triệu thành chủ giận dữ, các ngươi là cướp hay sao hả? Nhị nha ở bên cạnh cất lời, là ông ra tay trước, nguyên tắc của chúng ta là cố gắng không ra tay trước, nếu đối phương chủ động thì chúng ta mới có thể ra tay. Triệu thành chủ phẫn nộ, ta không có ra tay trước, là ngươi ra tay trước. Ta chỉ nói một câu là chướng mắt hắn ta thôi, mắng người là sai sao hả? Nhị nha bình tĩnh đáp, dù ông không ra tay trước, nhưng ta đã cảm nhận được sự thù địch của ông, theo lẽ thường thì tiếp sau đó ông sẽ ra tay, cho nên ta ra tay trước như thế gọi là ngăn chặn tổn thất kịp thời, ông hiểu chứ? Ngăn chặn tổn thất kịp thời.
Nét mặt Triệu thành chủ cứng đờ. Thanh Chi và Thanh Đại nghe thấy thế cũng trợn mắt há mồm. Thần Kỳ khẽ cười, nhìn Nhị Nha với vẻ hứng thú. Nhị Nha nói tiếp, mọi người đều biết nhà họ Dương chúng ta rất nói lý lẽ, mà ông đã chọn không nói lý lẽ, ông đúng là ngu ngốc. Mọi người, Triệu thành chủ giận đến mức đen mặt. Thật sự là không đánh lại, nếu không. Diệp Quân chợt nói, ông có phải là người của nền văn minh xâm lâm không? Triệu thành chủ im lặng. Diệp Quân cười khẽ, xem ra ông cũng không phải người của nền văn minh xâm lâm. Triệu thành chủ nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì. Ông ta thật sự không phải người của nền văn minh xâm lâm, lúc rời đi, nền văn minh xâm lâm đó gần như đã dẫn tất cả tộc nhân theo. Diệp Quân chợt nói, có muốn đi theo ta không? Diệp Quân có suy nghĩ này là vì hắn muốn hiểu rõ toàn diện nền văn minh xâm lâm, dẫu sao nền văn minh xâm lâm này cũng không tỏ vẻ có thiện chí, mà trước mắt Triệu thành chủ này là người duy nhất có tiếp xúc với nền văn minh xâm lâm. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Triệu thành chủ cười khẩy, Diệp công tử, người mơ mộng viển vông quá rồi. Dứt lời, ông ta xoay người biến thành một tia hắc quang biến mất nơi chân trời. Diệp Quân cười khẽ, cũng không có gì bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thần Kỳ bên cạnh, cô có hiểu biết gì về nơi này không? Thần Kỳ gật đầu, hiểu được chút ít, nếu ngài muốn nắm rõ nơi này đương nhiên người tốt nhất để chọn là Triệu thành chủ kia, có điều rõ ràng ông ta sẽ không đi theo ngài, nhưng vẫn còn một người có thể ta dẫn ngài đi tìm người đó. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhìn Thanh Chi bên cạnh, Thanh Chi, tạm thời cô đừng quay về tộc Tiên Linh, đợi sau đó giúp ta xử lý nơi này. Thanh Chi cười đáp, được. Bây giờ tộc Tiên Linh đã ổn định, cũng không cần cô ấy phải quan tâm gì nữa. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi xa cùng với Thần Kỳ. Thanh Đại nhìn hai người đã đi xa, cất lời, sự lựa chọn của cô là đúng. Thanh Chi nhẹ giọng nói, các cô thật sự đều không định về tộc nữa sao? Thanh Đại lắc đầu, thật sự không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Thanh Chi im lặng. Thanh Đại nhìn về phía Thanh Chi, bây giờ tộc Tiên Linh chọn đi theo hắn sao? Thanh Chi gật đầu, phải. Thanh Đại nhìn Thanh Chi, chắc cô cũng biết là nền văn minh xâm lâm sắp quay lại rồi, đến lúc đó chắc chắn nền văn minh xâm lâm sẽ đánh một trận với nền văn minh quan huyên này. Thanh Chi gật đầu, ta biết. Thanh Đại nhất thời tỏ vẻ nghi ngờ, vậy mà cô vẫn quyết tâm đi theo hắn như thế. Thanh Chi cười khẽ, nền văn minh xâm lâm lấy gì để đấu với Diệp công tử chứ? Bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ sự mạnh mẽ của người đàn ông áo xanh kia. Nền văn minh quy giả còn ở trên nền văn minh xâm lâm, mà nền văn minh quy giả cung kính với người đàn ông áo xanh kia như thế nào? 10 phần thần tính. Dù nền văn minh xâm lâm có cao thủ 10 phần thần tính thì vẫn chẳng là gì trước Diệp công tử này. Thanh Đại gật đầu, hy vọng lựa chọn của cô là đúng. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Dưới sự hướng dẫn của Thần Kỳ, Diệp Quân đi tới trước một tòa cung điện, sau khi đi vào trong cung điện vô cùng vắng vẻ, chỉ có một ông lão đang ngồi đó. Thấy Diệp Quân đi tới, ông lão nhìn thoáng qua hắn, nhưng không nói gì. Thần Kỳ cười chào hỏi, Triết lão, đã lâu không gặp. Ông lão gật đầu, chúc mừng cô, cuối cùng cũng tự do rồi. Thần Kỳ gật đầu. Lần này ta đến đây là để nói chuyện giúp Diệp công tử. Triết lão cười nói, nhà đầu cô vẫn thẳng thắn như xưa. Thần Kỳ cười nói, Triết lão, Diệp công tử muốn tiếp nhận nơi này, nhưng hắn không quen thuộc về nó, vì thế muốn ông giúp đỡ. Triết lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử, cậu có biết chuyện nền văn minh xâm lâm sắp trở về chưa? Diệp Quân gật đầu, ta biết. Triết lão cười nói, biết nền văn minh xâm lâm sắp trở lại vẫn muốn tiếp nhận nơi này, lợi hại. Diệp Quân hỏi, Triết lão có hiểu biết nhiều về nền văn minh xâm lâm này không? Triết lão lắc đầu, ta cũng không biết nhiều, nhưng có một việc có thể chắc chắn đó là họ rất mạnh, hơn nữa lần này bọn họ trở về là định quản lý vũ trụ này một lần nữa. Dứt lời, lão ta nhìn về phía Diệp Quân, Diệp công tử nên chuẩn bị tâm lý. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Dứt lời, hắn cười nói với Triết lão có muốn ở lại giúp ta không? Triết lão im lặng. Diệp Quân khẽ mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Nếu đối phương đồng ý đương nhiên là tốt, còn nếu không đồng ý thì cũng chẳng sao. Một lát sau,
Triết lão trầm giọng nói, lúc trước ta ở nơi này mỗi năm có được 100 tổ nguyên. Diệp Quân cười đáp, mỗi năm ta cho ông 200 tổ nguyên. Triết lão nhìn Diệp Quân, được. Diệp Quân cười nói, hợp tác vui vẻ. Triết lão gật đầu, đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người đi về phía sâu trong đại điện. Diệp Quân và Thần Kỳ đi theo. Dưới sự hướng dẫn của Triết lão, hai người nhanh chóng đi tới một địa cung. Sau khi tiến vào trong, một quảng trường rộng lớn xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Thần Kỳ. Quảng trường rộng khoảng mấy trăm nghìn trượng, người bình thường nhìn thoáng qua cũng không thể thấy được điểm cuối. Mà trên quảng trường này có một vài vật thể khổng lồ bí ẩn. Diệp Quân hơi tò mò, Triết lão, đây là gì vậy? Triết lão trầm giọng nói, dưới quảng trường này có 100 trận pháp truyền tống vô cùng khổng lồ, mà những thứ khổng lồ đó là phi thuyền đặc biệt do nền văn minh xâm lâm tạo ra trước đây. Nghe thấy thế, Diệp Quân lập tức thấy hứng thú, hắn nhìn về phía những vật khổng lồ kia, cẩn thận xem kỹ, quả nhiên có rất nhiều chỗ giống với tàu quan huyên do mẹ tạo ra. Diệp Quân nói, có thể rời khỏi vũ trụ này để đến một vũ trụ chưa biết trước khác, trận pháp và những phi thuyền kia đúng là không đơn giản. Triết lão gật đầu, mấy năm qua, Triệu Thành Chủ vẫn luôn nghiên cứu vòng tay thời gian, phi thuyền và trận pháp, nhưng đã bao năm trôi qua vẫn không có thu hoạch gì. Diệp Quân lấy một lá bùa truyền âm ra liên lạc với Tiểu Ái nói sẽ lập tức dẫn người tới giải quyết nơi này. Trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh Quan Huyên là rất tiên tiến, nhưng nền văn minh Quan Huyên vẫn rất hứng thú với trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh khác, dù sao cũng có thể lấy mạnh bù yếu, nâng cao trình độ kỹ thuật của mình mà. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, nhìn thấy, hắn sửng sốt. Không phải Tiểu Bạch và Nhị Nha đã ở trong tháp đếm bảo vật rồi à? Sao tự nhiên lại ra ngoài? Tiểu Bạch nhìn xung quanh, sau đó chớp mắt rồi lại chớp mắt. Diệp Quân vội hỏi, có bảo vật sao? Tiểu Bạch cười tươi, móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu Diệp Quân liên tục xoa xoa. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, tháp ra, nó có ý gì vậy? Tiểu tháp đáp, nó nói ngươi là một kẻ ham tiền. Diệp Quân. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay xuống đất, nó dậm nhẹ xuống đất, sau đó mặt đất khẽ rung lên, tiếp theo, vô số tia sáng phóng lên cao từ dưới lòng đất, sau đó tập trung trên không trung, tạo thành một ma trận hình tròn khổng lồ. Thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Triết lão cũng cực kỳ ngạc nhiên, đây là trận pháp được khởi động. Lão ta thấy hơi ngơ ngác, vì biết bao nhiêu năm qua Triệu Thành Chủ đã tìm rất nhiều trận pháp sư đến nghiên cứu trận pháp này nhưng đều không có thu hoạch. Những trận pháp sư kia còn không hiểu được trận pháp này, đừng nói là khởi động nó. Mà lúc này, tên nhóc vừa mới dẫm nhẹ một cái mà trận pháp đã khởi động. Diệp Quân cũng hơi sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, vì Tiểu Bạch có thể liên hệ với bất cứ loại linh vật nào, chắc chắn trận pháp này có trận linh của riêng nó. Trong ma trận kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao. Triết lão ở bên cạnh nói với giọng điệu hưng phấn, đây là tọa độ vũ trụ. Lúc này, một giọng nói đáng sợ đột nhiên vang lên từ trong ma trận, ai dám thăm dò nền văn minh xâm lâm của ta đấy. Sau đó, một sức mạnh hủy diệt đất trời dâng lên từ trong ma trận. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi. Đây hoàn toàn không phải cao thủ 9 phần thần tính. Ít nhất cũng phải là 10 phần thần tính. Không thể chống lại. Lúc này, một bóng người chắn trước mặt Diệp Quân. Không yêu thì lấy đâu ra hận. Người đến chính là Nhị Nha, khi đối mặt với sức mạnh đáng sợ này, Nhị Nha không chút do dự lập tức biến hình, hai cái sừng nhanh chóng mọc lên trên đầu, sừng dê nhỏ lúc trước biến thành sừng trâu, cùng lúc đó, đuôi sau lưng cô bé cũng nhanh chóng giải ra, khí thế ác thú đáng sợ dâng lên từ trong cơ thể cô bé. Nhị Nha đánh một quyền về phía bầu trời. Ầm, cú đấm này khiến sức mạnh truyền tới từ trong trận pháp dịch chuyển kia phải dừng lại. Nhưng sức mạnh đáng sợ vẫn chưa biến mất. Hai bên liên tục giằng co. Hửm. Trong trận pháp truyền tống kia vang lên âm thanh ngạc nhiên. Lúc này, Triết lão bên dưới vội nói, mau tắt trận pháp. Nghe thấy lời của Triết lão, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó vung móng vuốt, nhanh chóng điều khiển trận linh, khiến nó tắt trận pháp. Trận pháp nhanh chóng bị tắt, mà trận kia cũng chậm rãi biến mất. Sức mạnh đáng sợ kia cũng biến mất theo. Diệp Quân hỏi Nhị Nha, không sao chứ? Nhị Nha lắc đầu, không sao.
Diệp Quân thầm thở phào, hắn quan sát Nhị Nha, không thể không nói Nhị Nha bây giờ đáng yêu giống như đúc tiểu bạch, đặc biệt là hai cái sừng trên đầu và đuôi sau lưng, khiến Nhị Nha trông rất giống một ác ma nhỏ. Diệp Quân chớp mắt, Nhị Nha, ta có thể sờ thử cái sừng này của ngươi không? Nhị Nha lạnh lùng nhìn Diệp Quân, ta có thể đánh ngươi một trận không? Diệp Quân cười to. Rõ ràng thứ này không thể sờ linh tinh. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến cạnh Nhị Nha, sau đó hai tay ôm lấy sừng Nhị Nha sờ một trận, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Quân thấy thế thì vô cùng hâm mộ. Trong mắt Thần Kỳ ở bên cạnh cũng thế, cô ấy cũng thấy rất hứng thú với Tiểu Bạch và Nhị Nha, nhưng hai người chỉ khá thân thiết với Diệp Quân mà thôi. Lúc này Diệp Quân chợt nói, khí thế bí ẩn khi nãy có lẽ là của cao thủ 10 phần thần tính. Thần Kỳ gật đầu, nét mặt nặng nề, đại khái là thế. 10 phần thần tính. Diệp Quân im lặng, bây giờ hắn không chắc nền văn minh xâm lâm có kiểu cao thủ độc khai nhất đạo hay không. Lúc này, Thần Kỳ chợt nói, Diệp công tử, chúng ta có thể đổi sang một nơi khác để nói chuyện chứ. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thần Kỳ, Thần Kỳ khẽ mỉm cười, ta muốn thỉnh giáo ngài một vài chuyện. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Triết lão bên cạnh, tiền bối, người của ta sắp đi đến nơi này rồi, lúc đó bọn họ sẽ tiếp quản chuyện ở đây, ông phối hợp với bọn họ nhé. Triết lão gật đầu, được. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của Nhị Nha, bây giờ lão ta đã tôn trọng Diệp Quân hơn một chút. Diệp Quân dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch cùng với Thần Kỳ xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Quân đi theo Thần Kỳ vào trong một cánh rừng trúc. Hai người chậm rãi bước đi trên con đường đá vụn. Thần Kỳ cất lời, Diệp công tử, ngài từng gặp cha ta đúng không? Diệp Quân gật đầu, từng gặp một lần. Thần Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông ấy là một người thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ở thời đại cũ, cha cô là một người rất tốt, phải nói là thần, nhân phẩm và tất cả mọi mặt của ông ấy đều vô cùng tốt, ta cũng rất kính nể ông ấy. Thần Kỳ gật đầu. Không nói gì. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô chưa từng gặp cha mình à? Thần Kỳ lắc đầu, chưa từng. Diệp Quân sửng sốt, sao có thể? Thần Kỳ cười nói, mẹ ta khá là cứng đầu. Diệp Quân hỏi, cô có hận họ không? Thần Kỳ lắc đầu, không hận. Diệp Quân nhìn Thần Kỳ, cô ấy lại nói, không có yêu thì lấy đâu ra hận. Diệp Quân thầm thở dài. Thần Kỳ mỉm cười nói, nghe người nói thế. Ta biết dù cha ta không phải một người cha tốt, nhưng ông ấy là một người tốt. Diệp Quân gật đầu, phải. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một quyển sổ tay xuất hiện, hắn đưa sổ tay cho Thần Kỳ, đây là quyển sổ tu luyện mà cha cô để lại, cô giữ lấy đi. Nhưng Thần Kỳ im lặng, không nhận lấy. Diệp Quân nói, ta không muốn bàn luận gì về chuyện của cha mẹ cô, đây là thứ cha cô để lại, nó nên thuộc về cô. Thần Kỳ nhận lấy quyển sổ, sau đó khẽ nói, Diệp công tử, cha mẹ ngài có đối xử tốt với ngài không? Diệp Quân gật đầu, rất tốt. Thần Kỳ khẽ mỉm cười, chúc mừng. Diệp Quân cười khẽ rồi nói, nếu cô muốn trở về hệ Ngân Hà thì ta có thể giúp cô. Thần Kỳ ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tạm thời không muốn trở về. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Thần Kỳ cười nói, ta cũng muốn tu luyện để mình mạnh mẽ hơn. Sau đó trở về ra oai. Diệp Quân ngây người, một lúc sau hắn bật cười, được, khi nào cô muốn trở về cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ đưa cô về miễn phí. Thần Kỳ gật đầu, được. Diệp Quân lại nói, cô còn chỗ nào khác để đi không? Nếu không có thể đến tiên bảo các của mẹ ta, cô đến từ hệ Ngân Hà chắc chắn sẽ rất thích chỗ của bà ấy, vì mẹ ta cũng là người của hệ Ngân Hà. Thần Kỳ hơi ngạc nhiên. Mẹ ngài đến từ hệ Ngân Hà sao? Diệp Quân cười đáp, đúng thế, nếu nói đúng hơn thì ta cũng xem như một nửa người của hệ Ngân Hà. Thần Kỳ cười khẽ, sau đó nói, thế thì là đồng hương gặp nhau rồi. Diệp Quân cười to, như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên lấy một chiếc nhẫn không gian ra đưa cho Thần Kỳ, sau đó nói, Thần Kỳ cô nương, đây là một ít tổ mạch trước đây cha cô để lại cho ta, bây giờ ta trả lại nó cho cô. Thần Kỳ nhìn nhẫn không gian trước mặt, sau đó cười nói, đây là cha ta để lại cho ngài mà. Diệp Quân lắc đầu, nếu ông ấy không có con cháu thì ta có thể yên tâm nhận lấy, nhưng nếu có,
hơn nữa cô cũng tốt tính thì đương nhiên là phải trả lại rồi. Thần kỳ im lặng nhìn nhẫn không gian trước mặt. Diệp Quân đặt nhẫn không gian vào tay thần kỳ, sau đó nói, nếu cô muốn trở về hệ Ngân Hà thì có thể nói với ta bất cứ lúc nào, còn nếu không muốn về thì cũng có thể đi đến tiên bảo các của ta. Thần kỳ nhìn Diệp Quân, vẫn không nói một lời. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, người của ta đã đến chỗ trận pháp dịch chuyển kia rồi, ta phải đến đó xem sao, sau này chúng ta lại nói chuyện với nhau. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm rời đi. Thần kỳ im lặng nhìn nhẫn không gian trong tay. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện sau lưng thần kỳ, người đó chính là Triệu Thành Chủ kia. Triệu Thành Chủ cung kính hành lễ với thần kỳ, sau đó hỏi, chủ tử, vì sao người lại không ra tay? Thần kỳ quay đầu nhìn Triệu Thành Chủ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, lập tức quỳ xuống run rẩy nói, thuộc hạ lỡ lời, xin chủ tử tha lỗi. Thần kỳ bình tĩnh nói, ta ra tay làm gì? Để lấy quyển sổ à? Ông không thấy người ta đưa không cho ta sao? Hơn nữa còn cho thêm mười mấy tổ mạch nữa. Triệu Thành Chủ nhìn thần kỳ, không dám nói một lời. Thần kỳ nhìn quyển sổ trong tay, cô ấy thoáng dùng sức, quyển sổ lập tức bốc cháy. Triệu Thành Chủ tỏ vẻ ngơ ngác. Lúc này sau khi đốt cháy quyển sổ kia, một quyển trục bí ẩn chợt xuất hiện. Thần kỳ nhận lấy quyển trục, cô ấy nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, không thể không nói ông thật sự là một nhân vật rất lợi hại. Mười phần thần tính. Quyển trục này là phương pháp tu luyện mười phần thần tính. Sau tám phần thần tính, càng đi lên càng khó tu luyện, hơn nữa trên đời không hề có phương pháp tu luyện nào để bước ra được bước cuối cùng, trở thành chín phần thần tính. Đây cũng là lý do vì sao trên đời có ít cao thủ chín phần thần tính như thế. Mà trong quyển trục này không chỉ có cách tu luyện 10 phần thần tính mà còn có cách tu luyện 9 phần thần tính. Một cách thức tu luyện hoàn chỉnh. Hơn nữa còn nói rõ chi tiết sự khác nhau giữa 9 phần và 10 phần thần tính. Thần kỳ nhẹ giọng nói, nếu ông ta chịu sống tiếp chắc chắn sẽ có thể dẫn nền văn minh thần nhất đi tới một tầm cao mới. Chỉ dựa vào quyển trục này cũng đủ để sáng tạo ra một nền văn minh vô cùng huy hoàng rồi. Hơn nữa, cấp bậc mà thần nhất đi tới không chỉ dừng lại ở đó, vì ở cuối quyển trục này còn nhắc tới nhân tính. Nhân tính và thần tính cùng tồn tại. Độc khai nhất đạo. Nhưng đến nhân tính và thần tính cùng tồn tại và độc khai nhất đạo thì đã hết. Trong mắt thần kỳ lộ vẻ tiếc nuối. Nếu thần nhất chịu sống tiếp chắc chắn có thể nghiên cứu ra được con đường tu luyện hoàn toàn mới cho người đời sau của vũ trụ thần nhất. Không đúng, ông ấy đã mở ra một con đường hoàn toàn mới rồi. Tiếc là những người từng đi theo ông ấy đều đã thay đổi. Đây cũng là lý do ông ấy để quyển sổ lại cho Diệp Quân chứ không phải chúng thần điện. Thật ra những vị thần kia trong chúng thần điện đều không biết mình đã đánh mất cái gì, nếu bọn họ tiếp tục duy trì trật tự thần nhất để lại. Chắc chắn thần nhất sẽ để truyền thừa này lại cho họ. Tình yêu, sự nghiệp đều thất bại. Lúc này, Triệu Thành Chủ chợt nói, chủ tử, nền văn minh xâm lâm đã quyết định sẽ tiêu diệt Diệp Quân và nền văn minh Quan Huyên sau lưng hắn rồi. Ông ta cảm thấy là mình nên nhắc nhở. Thần kỳ quay đầu nhìn Triệu Thành Chủ, cười nói, dù gì ông cũng là cao thủ chín phần thần cảnh, sao lại không có chút gan dạ nào vậy? Triệu Thành Chủ cúi đầu im lặng. Thần kỳ nhìn về phía nhẫn không gian và quyển trục trong tay, sau đó nói, Diệp công tử này khá tốt, là một người chân thành. Nghe thấy lời của thần kỳ, sắc mặt Triệu Thành Chủ lập tức trở nên khó coi, chủ tử của ông ta thích tên ẻo là kia sao? Nghĩ vậy, sắc mặt ông ta càng khó coi hơn. Vì chuyện này hoàn toàn có khả năng. Dù sao tên ẻo là kia thật sự rất đẹp. Thần kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, bây giờ ta đâm hắn một đao thì hơi tệ. Hay là ta đâm nền văn minh xâm lâm một đao nhé? Chết tiệt! Triệu Thành Chủ ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Diệp Quân trở lại khu vực trận pháp dịch chuyển kia một lần nữa, lúc này Tiểu Ái đã dẫn theo một nhóm người đến. Thấy Diệp Quân, Tiểu Ái khẽ mỉm cười, người của chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Diệp Quân vội hỏi, thế nào? Tiểu Ái đáp, dựa vào ma trận người miêu tả cho chúng ta trước đó. Chúng ta đã có thể chắc chắn đó là tọa độ của một vũ trụ, nhưng cách rất xa chỗ chúng ta. Nói đến đây, nó chợt hỏi, có phải bọn họ muốn trở về không? Diệp Quân gật đầu.
Tiểu Ái nhẹ giọng nói, nếu bọn họ muốn trở về chắc chắn chỉ có thể đi qua trận pháp dịch chuyển này, nói cách khác chúng ta có thể chôn tinh đạn ở đây, đợi đến khi bọn họ trở về thì phát nổ chúng. Diệp Quân. Nghe Tiểu Ái nói thế, Diệp Quân suy ngẫm rồi nói, ta nghĩ có thể. Vì nền văn minh xâm lâm đã thể hiện ý đối địch với hắn, hai bên chắc chắn sẽ nổ ra một trận chiến. Nếu phải có một trận chiến, vậy tại sao không ra tay trước? Sau khi được Diệp Quân cho phép, Tiểu Ái nói, để ta sắp xếp. Diệp Quân cười nói, được. Dứt lời, hắn nhìn mấy phi thuyền kia, sau đó nói, nghiên cứu thế nào rồi? Tiểu Ái nói, vừa rồi bọn ta đã thảo luận, quả thật là một loại phi thuyền rất đặc biệt, cực kỳ tân tiến. Theo phán đoán sơ bộ, phi thuyền cộng với trận pháp này là lợi dụng thời gian để tiến hành nhảy vào một không gian, rất giống với trạm không gian vũ trụ mà chúng ta xây dựng nên. Diệp Quân nói, có chỗ đáng để học hỏi không? Tiểu Ái gật đầu, đúng vậy, chẳng hạn như nguyên tắc thời gian này, trận pháp trợ giúp và cả vật liệu tổng hợp đặc biệt của phi thuyền này đều đáng để chúng ta học tập. Nhưng bây giờ nền văn minh công nghệ của chúng ta không thua kém họ, vì chỉ cần trạm không gian vũ trụ của chúng ta được xây dựng thì cũng có thể thực hiện các bước nhảy vào không gian. Diệp Quân cười nói, ở đây giao cho ngươi vậy. Tiểu Ái cười nói, được. Diệp Quân xoay người rời đi. Bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là tu luyện. Lần này hắn định tu luyện mức cao hơn, tìm Nhị Nha tu luyện. Trong tiểu tháp, Nhị Nha liếm kẹo hồ lô. Cô bé nhìn Diệp Quân trước mặt, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quân gật đầu. Bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa đủ, không nói đến mấy cái khác, ít nhất phải có khả năng đánh lại cường giả 9 phần thần tính. Nhị Nha nói, vậy bắt đầu đi. Diệp Quân gật đầu, mấy chục thanh ý kiếm bỗng lao ra từ xung quanh Nhị Nha, nhưng Nhị Nha lại không động đậy, để mặc những thanh kiếm đó chém vào người mình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả kiếm ý đều bị chấn động đẩy ra xa. Nhị Nha lại chẳng có việc gì. Thấy thế, Diệp Quân cảm thấy cạn lời. Sao mà luyện được vậy thế? Nhị Nha hoàn toàn có thể đứng ở đây mặc cho hắn chém cũng không đánh trả. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, còn nữa không? Diệp Quân bị đả kích. Bây giờ hắn hơi nhớ Tiền Bối An rồi. Tập luyện với Tiền Bối An, bà ấy sẽ tiếp chiêu, có thể chỉ bảo hắn, còn tập với Nhị Nha, hắn chẳng có cách nào cả. Vì ngươi chém cô bé cũng không thèm tránh. Nhị Nha bỗng xòe tay ra, một chiếc nhẫn chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là cái gì? Nhị Nha nói, là tổ mạch vừa rồi Tiểu Bạch lấy được, đều cho ngươi hết đấy. Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, đây, đều cho ta hả? Nhị Nha gật đầu, ừ. Diệp Quân hơi cảm động, Nhị Nha, đây, ta hơi ngại. Mặc dù nói như thế nhưng động tác trên tay lại rất nhanh, cất chiếc nhẫn vào. Mười mấy tổ mạch, Nhị Nha liếm kẹo hồ lô rồi nói, bây giờ ý chí chiến đấu của ngươi đã rất cao. Nếu ngươi muốn đánh bại cường giả 9 phần thần tính, ngươi chỉ có thể cải thiện cảnh giới của mình, để bản thân cũng bắt đầu tu luyện thần tính, nếu không chỉ dựa vào ý chí chiến đấu, ngươi rất khó có thể đánh bại cường giả 9 phần thần tính. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Cảnh giới thần đạo. Hắn biết hắn phải bắt đầu tiếp xúc với thần tính này rồi. Ngay lúc này một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Diệp Quân. Chính là giọng của Tiểu Ái. Một lúc sau, Diệp Quân ra khỏi tiểu tháp, hắn lại đến trận pháp dịch chuyển đặc biệt đó, lúc này trận pháp đó đã khởi động. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là, Tiểu Ái nói, không phải do chúng ta khởi động, là phía đối diện. Diệp Quân trầm giọng nói, có người muốn đến đây ư? Tiểu Ái khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân híp mắt. Lúc này thần kỳ bỗng xuất hiện, cô ấy nhìn trận pháp khởi động đó, sau đó nói, nền văn minh xâm lâm có người sắp đến ư? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thần kỳ quay đầu nhìn Diệp Quân, ngài có dự định gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật ra ta rất muốn biết tại sao họ muốn quay lại. Thần kỳ cười nói, nguyên nhân có thể rất nhiều, chẳng hạn bây giờ vũ trụ nơi họ sống đang trải qua vũ trụ kiếp. Diệp Quân cười nói, có thể có khả năng này. Thần kỳ nhìn trận pháp dịch chuyển, sắp đến rồi. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn trận pháp dịch chuyển đó, không lâu sau một bóng người xuất hiện trong trận pháp, người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra.
Cường giả 9 phần thần tính. Nhưng không phải là bản thể, chỉ là một bóng người. Điều này khiến Diệp Quân khá ngạc nhiên. Chỉ dịch chuyển một bóng người mờ ảo đến thôi sao? Sau khi xuất hiện, người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không lâu sau, ông ta nhìn Diệp Quân bên dưới, ngươi là vua hiện giờ của nền văn minh Quan Huyên à? Diệp Quân khá ngạc nhiên, các ngươi biết ta ư? Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, ngươi nói xem. Diệp Quân khẽ cười, nói mục đích đến đây của ông đi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn xung quanh rồi nói, sau khi bọn ta trở về, nơi này chỉ có thể có một nền văn minh nên ngươi có hai con đường để đi, một là đầu hàng, hai là đưa theo nền văn minh Quan Huyên của ngươi biến mất khỏi thế giới này. À đúng rồi, nếu ngươi muốn đầu hàng thì phải đưa theo đầu của ông nội ngươi đến đầu hàng, nếu không bọn ta sẽ không thừa nhận. Diệp Quân bật cười. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ngươi cảm thấy rất nực cười sao? Diệp Quân cười nói, muốn đầu của ông nội ta à? Người đàn ông trung niên gật đầu, một người lấy cái đầu để đổi lấy sự tồn tại của toàn bộ nền văn minh của ngươi, ngươi vẫn được hời. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta không thể quyết định được chuyện này, đến lúc đó ta dẫn ông nội ta đến nói chuyện với các ông thấy thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, được thôi, đến lúc đó ngươi đừng thất hứa. Diệp Quân nghiêm túc nói, chắc chắn sẽ không. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tự tin, thong dong như hôm nay. Dứt lời, cả người ông ta bỗng trở nên mờ ảo. Chẳng mấy chốc đã biến mất, sau khi người đàn ông trung niên biến mất, trận pháp dịch chuyển cũng ổn định lại. Thần Kỳ ở một bên bỗng nói, Diệp công tử, nền văn minh xâm lâm này đang tuyên chiến với ngài, ngài có tự tin không? Diệp Quân nói, ta không. Thần Kỳ sửng sốt, chỉ nghe Diệp Quân nói, ông nội ta có. Thần Kỳ chớp mắt, có phải ông nội ngài đánh nhau rất giỏi không? Diệp Quân cười nói, cũng ổn, mạnh hơn ta một chút, ha ha. Thần Kỳ liếc nhìn Diệp Quân, ôi vãi. Diệp Quân bật cười. Thần Kỳ bỗng nói, Diệp công tử, ta dẫn ngài đến một nơi. Diệp Quân hơi tò mò, nơi nào? Thần Kỳ cười nói, đi theo ta. Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Diệp Quân đi theo. Không lâu sau, Thần Kỳ dẫn Diệp Quân đến một dãy núi. Trên đường đi, Diệp Quân hỏi, Thần Kỳ cô nương, cô muốn dẫn ta đi đâu? Thần Kỳ cười nói, sắp đến rồi. Diệp Quân bỗng nói, Thần Kỳ cô nương rất quen thuộc nơi này nhỉ. Thần Kỳ chớp mắt, vẫn ổn. Diệp Quân nhìn Thần Kỳ, khẽ cười không nói gì. Diệp Quân không ngốc, Thần Kỳ cô nương trước mặt này trông không giống một người bị mắc kẹt, hơn nữa kể từ khi gặp nhau đến nay, hắn thấy Thần Kỳ cô nương này cực kỳ bình tĩnh và thong dong, ngay cả khi đối mặt với những người của nền văn minh xâm lâm, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, không hề kinh sợ. Vẻ tự tin này toát ra từ trong xương cốt. Mà một người có thể tự tin như thế chắc chắn là người có thực lực. Thật ra nghĩ cũng thấy rất bình thường, dù sao cũng là con gái của thần nhất. Hơn nữa còn là người xuyên không, chắc sẽ không tầm thường như thế. Nhưng hắn không vạch trần vì hiện giờ Thần Kỳ cô nương này không có ý đối địch với hắn. Chẳng mấy chốc, Thần Kỳ dẫn Diệp Quân đến chỗ sâu trong một hẻm núi, Thần Kỳ dừng lại, cô ấy chỉ về phía xa, Diệp Quân nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cách đó cả trăm trượng có một cây cổ thụ khô héo. Diệp Quân hơi ngờ vực, đây là... Thần Kỳ cười nói, có biết nền văn minh xâm lâm đến như thế nào không? Diệp Quân trầm giọng nói, sẽ không phải là vì cây cổ thụ này chứ? Thần Kỳ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân ngạc nhiên, cây cổ thụ. Thần Kỳ nhìn cây cổ thụ, khẽ nói, đây không phải là cây bình thường, tên là đạo cổ thụ. Lúc đầu nền văn minh xâm lâm chẳng qua chỉ là một nền văn minh nhỏ, cho đến một ngày họ phát hiện ra cây cổ thụ này, sau đó đã đạt được phương pháp tu luyện tối cao vô thượng từ cây cổ thụ này, sau đó họ bắt đầu nhanh chóng vực dậy. Diệp Quân nhìn cái cây khô đó, nhíu mày, nhờ vào cây này hả? Thần Kỳ gật đầu, chính nhờ đạo cổ thụ này mà nền văn minh xâm lâm trở nên mạnh mẽ hơn, phương pháp tu luyện của nền văn minh xâm lâm và kỹ thuật bí ẩn mà họ nắm giữ đều đến từ đạo cổ thụ này. Diệp Quân trầm giọng nói, họ không đem theo cây này đi sao? Thần Kỳ cười nói, vì cái cây này đã chết rồi. Hơn nữa rất nhiều năm trước cái cây này cũng không có tác dụng gì nữa.
bây giờ cái cây này với họ còn chẳng bằng nguyên liệu bỏ đi. Diệp Quân đi đến trước đạo cổ thụ, hắn nhìn kỹ một chút, quả nhiên đạo cổ thụ đã chết, không còn chút khí tức nào, hơn nữa đã chết rất nhiều năm, thân cây cũng đã dần dần mục rỗng. Vẻ mặt thần kỳ phức tạp, ai mà ngờ cây cổ thụ khô héo trước mặt này lại chính là đạo cổ thụ trước kia chứ, nền văn minh xâm lâm trở nên hùng mạnh, vượt qua kiếp nạn đều nhờ nó. Diệp Quân bỗng hỏi, tại sao nó lại chết? Thần kỳ lắc đầu, ta không biết, chuyện này cũng không có ghi chép nào trong nền văn minh xâm lâm, rất kỳ lạ. Diệp Quân suy ngẫm, sau đó gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch, ngươi có thể làm cho cây cổ thụ này sống lại không? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó sờ vào đạo cổ thụ trước mặt, một lúc sau nó nhắm mắt lại, sau đó từng nguồn năng lượng bí ẩn bỗng rót vào đạo cổ thụ đó. Mới đầu không có động tĩnh gì, nhưng chẳng mấy chốc cây cổ thụ đó khẽ lay động. Thấy thế, thần kỳ ở một bên sửng sốt, có thể sống lại thật à? Ngay lúc này bỗng xảy ra dị biến, cây cổ thụ đột nhiên chấn động mạnh, sau đó một cánh tay khô héo chui ra từ trong thân cây, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Diệp Quân biến sắc, lúc này hắn cảm nhận được nguy cơ chết chóc chưa từng thấy. Ngay lúc này đỉnh đầu Diệp Quân bỗng nứt toác, một thanh kiếm phá tan không trung lao ra. Kiếm hành đạo. Cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp đất trời, động vào nó thử xem. Người phụ nữ váy trắng. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay thiên mệnh váy trắng chủ động ra tay. Bàn tay khô héo kia dừng lại cách lông mày Diệp Quân vài centimet. Trời đất trở nên yên tĩnh. Diệp Quân nhìn bàn tay khô héo trước mặt, tay không có huyết sắc, giống như xác khô, trên tay cũng không có bất kỳ sức mạnh nào dao động, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm chết chóc chưa từng có. Hắn chưa từng có cảm giác này. Lúc cô váy trắng chọn chủ động ra tay, hắn biết bàn tay khô héo trước mặt đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Đó không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể đấu lại. Thần kỳ nhìn kiếm hành đạo trên đỉnh đầu Diệp Quân với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuyệt vọng. Trước mặt thanh kiếm này, cô ấy thấy trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Sao có thể chứ? Thần kỳ kinh ngạc, không thể tin nổi. Lúc này, bàn tay khô kia từ từ thu lại. Cảm giác nguy hiểm chết chóc bao trùm trái tim Diệp Quân chợt biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Kiếm hành đạo khẽ run lên rồi biến mất. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ trước mặt, lúc này, đạo cổ thụ đã dần sống lại, vài cành lá chuyển sang màu xanh. Sống lại rồi. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ dần sống lại, nhíu chặt mày lại. Thần kỳ cũng cau mày. Nhưng không phải vì đạo cổ thụ, bởi vì cô ấy đã lường trước được sức mạnh của đạo cổ thụ. Điều khiến cô ấy bất ngờ là thanh kiếm vừa xuất hiện. Chỉ một thanh kiếm đã có thể trấn áp đạo cổ thụ. Lúc này, cô ấy chợt hiểu ra tại sao Diệp Quân lại dám đối đầu với nền văn minh xâm lâm. Diệp Quân nói, Tiểu Bạch, ngươi có thể nói chuyện với đạo cổ thụ không? Tiểu Bạch nhìn đạo cổ thụ, khẽ gật đầu, nó vẫy nóng vuốt nhỏ, một lúc sau, một bóng hình từ trong đạo cổ thụ bay ra, bóng hình đó dần hiện rõ, nhưng Diệp Quân vẫn không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Đạo cổ thụ linh. Diệp Quân có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình. Diệp Quân nói, xin chào, chúng ta có thể nói chuyện không? Một lúc sau, đạo cổ thụ linh mới nói chuyện gì? Diệp Quân cười nói về văn minh xâm lâm. Bùm! Bỗng chốc, một sức ép đáng sợ bao trùm xung quanh. Diệp Quân cau mày. Lúc này, Tiểu Bạch nổi giận chỉ vào đạo cổ thụ linh, nhanh chóng vung móng vuốt. Hiển nhiên, Tiểu Bạch vô cùng bất mãn với sự thù địch mà đạo cổ thụ linh thể hiện. Tiểu Tháp nói, để ta phiên dịch cho ngươi. Ý của Tiểu Bạch là nếu ngươi dám tỏ thái độ thù địch lần nữa thì nó sẽ nuốt linh hồn của ngươi, nó không đùa đâu. Đạo cổ thụ linh trầm mặc một lúc, thái độ thù địch dần biến mất. Thần kỳ cười nói, đạo cổ thụ, ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta không phải đến từ văn minh xâm lâm. Còn nữa, dù sao vị Tiểu Bạch linh tổ này cũng đã cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì cũng không nên tỏ thái độ như vậy. Tiểu Bạch nhìn thần kỳ. Vùng vẫy móng vuốt. Thần kỳ chớp mắt nói, cảm ơn. Diệp Quân hơi bất ngờ, cô hiểu động tác tay của nó sao? Thần kỳ lắc đầu, nhìn không hiểu, nhưng ta biết nó đang khen ta. Tiểu Bạch. Diệp Quân. Đạo cổ thụ không tỏ thái độ thù địch nữa,
nhưng cũng không nói gì. Diệp Quân cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo Tiểu Bạch rời đi. Thần Kỳ nhìn đạo cổ thụ, cười nói, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Ở thế gian này, ngoại trừ Tiểu Bạch Linh Tổ, còn ai có thể giúp ngươi nữa? Vậy mà còn tỏ thái độ với bọn họ, ngươi đúng là hai mặt. Nói xong cô ấy xoay người rời đi. Đạo cổ thụ nói, hai mặt là ý gì? Thần Kỳ chớp mắt nói, ý là rất thông minh. Nói xong, cô ấy lập tức bỏ chạy. Lúc này, đạo cổ thụ linh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tiểu Bạch, cô ấy dần hiện thành một cô gái. Cô gái mặc váy màu xanh lá, tóc dài màu lam đậm, ánh mắt không có một tia cảm xúc, giống như một khối băng ngàn năm. Diệp Quân nhìn đạo cổ thụ linh, không nói gì. Đạo cổ thụ linh nói, người muốn biết chuyện gì? Diệp Quân nói, ta nghe thần kỳ cô nương nói, nền văn minh xâm lâm trở nên mạnh hơn là nhờ cô. Đạo cổ thụ linh đáp, đúng vậy. Diệp Quân nói, vậy cô không phải người của văn minh xâm lâm ư? Đạo cổ thụ linh đáp, không phải. Diệp Quân tò mò hỏi, vậy cô đến từ đâu? Đạo cổ thụ linh nhìn Diệp Quân, nói kỷ nguyên quy nhân. Diệp Quân nhíu mày, chưa nghe bao giờ. Thần kỳ bên cạnh nói, nền văn minh quy nhân. Đạo cổ thụ linh nhìn thần kỳ, không nói gì. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, thần kỳ cô nương biết sao? Thần kỳ cười nói, nền văn minh quy nhân là nền văn minh vũ trụ trước văn minh thần chi, về sau hình như đã bị vũ trụ kiếp hủy hoại, nhưng ta cũng không biết có đúng hay không. Vừa nói cô ấy nhìn đạo cổ thụ linh. Đạo cổ thụ linh lắc đầu, không phải vũ trụ kiếp, bọn ta bị các nền văn minh vũ trụ khác xâm chiếm. Nghe vậy, thần kỳ nheo mắt lại, nền văn minh vũ trụ nào? Dã tâm và tham vọng của con người. Đạo cổ thụ linh im lặng, nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Quân nói, có phải nền văn minh quy giả không? Đạo cổ thụ linh nhìn Diệp Quân với vẻ ngạc nhiên, người biết văn minh quy giả ư? Diệp Quân gật đầu, biết chút ít. Vẻ mặt của đạo cổ thụ linh trở nên quỷ quái. Diệp Quân cười nói, sao thế? Đạo cổ thụ linh nói, văn minh quy giả là văn minh vũ trụ cấp 4, cách nơi này rất xa, với thực lực bây giờ của ngươi, cả đời này cũng không thể tới đó, sao ngươi có thể nghe nói về bọn họ? Thần kỳ quay lại nhìn Diệp Quân với vẻ tò mò. Cô ấy cũng biết một chút về văn minh quy giả, nhưng điều cô ấy bất ngờ là Diệp công tử cũng biết. Diệp Quân nói, ta chỉ nghe nói đến thôi, chứ không quen bọn họ. Đạo cổ cô nương, là bọn họ đã hủy hoại văn minh quy nhân sao? Đạo cổ thụ linh lắc đầu, không phải, là văn minh thiên hành đã hủy hoại văn minh quy nhân bọn ta, đó là một nền văn minh đáng sợ. Nền văn minh thiên hành. Diệp Quân nhíu mày, bọn họ và văn minh quy giả, ai mạnh hơn? Đạo cổ thụ linh trầm giọng nói, nền văn minh thiên hành là nền văn minh chuẩn cấp 5. Nhưng theo thông tin ta có được lúc đầu, trước đây văn minh quy giả đã từng đại chiến với văn minh thiên hành, cuối cùng văn minh quy giả đã bị đánh bại, nhưng không bị hủy diệt, điều này khiến ta rất khó hiểu. Diệp Quân trầm giọng nói, nền văn minh quan huyên bọn ta thuộc cấp độ mấy? Đạo cổ thụ nhìn Diệp Quân, thực lực của ngươi đạt cấp độ nào trong văn minh quan huyên? Diệp Quân đáp, người mạnh nhất. Đạo cổ thụ lắc đầu. Vậy nền văn minh quan huyên các ngươi thuộc vào nền văn minh rác rưởi, không xếp hạng. Diệp Quân sững sờ. Thần kỳ không nhịn được, bật cười lớn. Lúc này, đạo cổ thụ nói, người vừa ngăn ta giết người có phải người của văn minh quan huyên không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Đạo cổ thụ nhíu mày, bà ta là người của nền văn minh quan huyên, sao ngươi dám nói ngươi là người mạnh nhất của nền văn minh quan huyên chứ? Ngươi vô liêm sỉ vậy sao? Diệp Quân. Thần kỳ nhanh chóng đứng ra hòa giải, đạo cổ thụ, nếu người phụ nữ đó là người nền văn minh quan huyên thì nền văn minh quan huyên thuộc cấp độ mấy? Đạo cổ thụ trầm mặc một lúc rồi nói, ta không biết. Thần kỳ hơi bất ngờ, sao lại nói vậy? Đạo cổ thụ nói, ta không biết nhát kiếm lúc nãy của bà ta chỉ là tùy ý hay đã sử dụng hết sức, nói một cách đơn giản, ta không biết giới hạn của bà ta ở đâu, vì vậy không thể đánh giá chính xác. Nhưng có thể chắc chắn sức mạnh của nhát kiếm đó đã vượt qua văn minh cấp 3, bởi vì nền văn minh quy nhân đã đạt đến nền văn minh cấp 3. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Quân. Rõ ràng là muốn biết nhát kiếm kia là tùy ý hay đã dùng hết sức. Thần kỳ cũng nhìn Diệp Quân, cô
cô ấy cũng tò mò thực lực của chủ nhân thanh kiếm. Diệp Quân nói, ta cũng không biết bà ấy mạnh đến mức nào, ta chỉ biết bà ấy chưa bao giờ tung ra nhát kiếm thứ hai. Đạo cổ thụ nói, ta có thể gặp người đó không? Diệp Quân lắc đầu, bây giờ e là không được. Đạo cổ thụ hơi thất vọng. Diệp Quân nói, nền văn minh xâm lâm thuộc văn minh cấp mấy? Nghe đến văn minh xâm lâm, vẻ mặt của đạo cổ thụ trở nên lạnh lùng. Thấy vậy, Diệp Quân tò mò hỏi, cô từng xảy ra chuyện không vui với bọn họ sao? Đạo cổ thụ trầm mặc một lúc rồi nói, sau khi nền văn minh quy nhân bọn ta bị hủy diệt, vì một số lý do đặc biệt ta đã trốn thoát được. Sau đó ta lưu lạc trong vũ trụ hàng chục triệu năm, cuối cùng đến một khu vực xa xôi, sau đó gặp người ở đó, ta thấy người ở đó rất tốt nên đã chuyển võ đạo lại cho y, dưới sự giúp đỡ của ta, y mạnh lên nhanh chóng, sau đó vực dậy cả văn minh vũ trụ này. Diệp Quân nói, sau đó y đã phản bội cô à? Đạo cổ thụ gật đầu, dã tâm và tham vọng của con người là vô hạn, sau đó y đã lợi dụng lòng tin của ta, đánh lén ta, hấp thụ hết linh lực của ta. Nói đến đây, sắc mặt cô ấy dẫn trở nên hung dữ. Diệp Quân trầm mặc, hắn không ngờ cội nguồn của văn minh xâm lâm lại đến từ đạo cổ thụ, nói chính xác hơn là đến từ văn minh quy nhân. Thần kỳ nói, sao y không giết ngươi? Đạo cổ thụ lạnh lùng nói, y rất muốn làm vậy. Nhưng y không ngờ ta còn một cách giữ mạng đặc biệt, chính cách này đã giúp ta thoát khỏi sự hủy diệt của văn minh thiên hành, nhưng ta cũng bị thương nặng, hoàn toàn hôn mê, cho đến bây giờ, mới được vị linh tổ này hồi phục. Nói đến đây, cô ấy nhìn Tiểu Bạch trên vai Diệp Quân, cảm ơn. Tiểu Bạch vẫy móng vuốt, nó vẫn không có cảm tình với đạo cổ thụ vì lúc đầu đối phương đã tấn công Diệp Quân. Diệp Quân nói, bây giờ bọn họ sắp quay về rồi. Đạo cổ thụ nhíu mày, sắp quay về rồi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Đạo cổ thụ nhìn Diệp Quân, người lúc nãy chém ta là gì của ngươi? Diệp Quân đáp, cô của ta. Đạo cổ thụ nói, ta kiến nghị, nếu bọn họ muốn nhắm vào ngươi, ngươi cứ gọi cô của ngươi là được. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.